Xin chân thành cảm ơn anh em đã đến với Thập Tông Tội, 10 Tội Ác, một bộ tiểu thuyết trinh xám, hình sự và rất nhiều những tình tiết ám ảnh. Ở tập 1, tập 2 chúng ta đã biết rằng có một đội trọng án được thành lập, bao gồm Họa Long, một cảnh sát vũ trang, Bao Triển, người có cái mũi rất thính và có tài suy luận cực kỳ sắc bén. Thêm vào đó là giáo sư Lương và cuối cùng là Tommy, một chuyên gia hacker. Tổ trọng án thì chúng ta sẽ xử lý những cái vụ án kinh sợ và khiếp hãi nhất. Mỗi vụ thì hầu như nó không hề có liên quan gì đến nhau cả, chứ không phải là hầu như nhá. Chỉ có một điểm kết nối duy nhất, đó chính là tổ trọng án này. Vậy thì ở vụ án này điều gì đã xảy ra, chuyện ám ảnh gì khiến chúng ta phải lặng cả người? Mình xin bật mí là đến cuối chuyện tôi đã cực kỳ vô cùng và rất là tiếc nuối khi mà kể ra một vụ án này. Tiếc nuối không phải là cho nạn nhân, không phải là cho phía cảnh sát hay không phải cho chính quyền, cho bất kỳ ai, mà tiếc nuối cho chính hung thủ. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Có đáng thời gian để bạn bỏ ra theo dõi hay không? Xin kính mời các bạn cùng đến với Thập Tông Tội, 10 Tội Ác, vụ án thứ 3, Bù Nhìn Ra Người. Đau khổ là khi ta buộc phải rời khỏi chỗ cũ. Trích dẫn của Immanuel Kant. Ở nơi mà hoa đào nhuộm sắc hồng khắp không gian, có một ngôi đình bằng đá. Ngôi đình ấy tên là Đình Lan Khả. Đình Lan Khả thì có 2 tầng, tầng trên có thể dùng để ở, còn cất giữ một số cổ tích cờ phố. Ở tầng dưới chống đỡ bằng 75 cột trụ hình vuông, trên mỗi cột trụ đều khắc những cái thế cờ tản. Hai người đang ngồi trong đình đánh cờ, sương giăng la đà xung quanh, màn đêm hoang liêu bủa vây từ phía. Ngồi hướng nam là người đàn ông trung niên có dáng dấp cán bộ địa phương, anh ta là trưởng ban Dương, trưởng ban phát triển quy hoạch thuộc phòng du lịch huyện Vũ Lăng. Anh ta cũng là hội trưởng hiệp hội cờ tướng địa phương. Từ nhỏ đã ham mê cờ tướng nên giờ trở thành kỳ thủ hạng nhất cục giả. Trong vòng 100 dặm, khó ai có thể địch nổi anh ta. Người ngồi đối diện trưởng ban Dương mới nói: "Ông phải vô cùng thận trọng với cái ván cờ này, bởi có lẽ đây là ván cờ quan trọng nhất trong cuộc đời của ông." Trưởng ban Dương từ chối: "Tôi không muốn chơi." Người đó mới ép buộc: "Không được, đâu phải ông không muốn chơi là có thể không chơi." Trưởng ban Dương mới dò hỏi: "Thế nếu tôi thắng thì sao?" Người đó quả quyết: "Ông không thể nào thắng nổi tôi." Trưởng ban Dương run rẩy hỏi tiếp: Thế nếu tôi thua thì sao?" Người đó bình thản nói: "Nếu thua, ông sẽ chết." Trưởng ban Dương toát mồ hôi lạnh. Đây là ván cờ quyết sinh tử. Ông cầm quân đỏ, run lẩy bẩy bày thế pháo đầu. Anh ta vô cùng tin tưởng vào kỹ thuật chơi cờ của mình. Chẳng ngờ là người đó chỉ cần 3 nước cờ liền dồn anh ta vào chỗ chết. Bước thứ nhất, mã không đi chéo hai ô liền nhau. Bước thứ hai, tượng cũng không đi theo đường chéo hình vuông gồm hai ô cờ. Bước thứ ba, đá bay tốt trôi qua sông của người đó, trực tiếp ăn luôn con tướng già của trưởng ban Dương. Trưởng ban Dương mới trố mắt hỏi: "Rốt cuộc anh muốn cái gì?" Người đó đáp: "Tôi muốn biến ông thành bù nhìn rơm." Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lên tiếng: "Nào nào, chúng ta có vụ án mới đây." Bao Triển mới hỏi: "Vụ gì vậy ạ?" Phó cục trưởng đáp: "Một vụ hung án giết người." Họa Long nhắc: Sếp này, tổ chuyên án chỉ nhận cái vụ lớn thôi đấy nhá." Phó cục trưởng nói một câu khiến tất cả mọi người đều ngậm miệng. Ngay cả 10 vụ giết người điên cuồng và tàn khốc nhất trong lịch sử của New York cũng chỉ đáng tầm học sinh tiểu học nếu mà so với hung thủ này thôi. Tommy cầm lên hồ sơ vụ án, chăm chú đọc một lát, rồi cô giật mình đánh rơi cả tập tài liệu xuống đất. Giáo sư Lương lan xe đến nhặt hồ sơ lên, ông đeo kính lão vào, lật xem vài trang đầu. Vẻ mặt của vị giáo sư già uyên bác với đôi mắt hiền từ đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Ông trở nên vô cùng nghiêm nghị, cất giọng vẫn còn dư chấn của nỗi kinh ngạc: "Nạn nhân bị lột da, bộ da đó được làm thành bù nhìn rơm." Vào năm 2007, huyện Vũ Lăng xảy ra vụ án gây chấn động lớn đến dân chúng địa phương và cả ngành cảnh sát. Hôm xảy ra vụ án, sớm mai nơi sơn thôn mịt mù sương mù, xa xa vang vẳng vọng lại tiếng gõ mõ của người bán đậu phụ dòng. Đường núi gập ghềnh khó đi, người bán đậu phụ đặt quàng gánh xuống, nghỉ chân giây lát anh ta ghé vào vườn đào ven đường thả buồn. Khi ấy thì sương đang răng mù mịt, những cái trái đào mật chịu nặng kéo cả cành cây xuống thành một đường cong tuyệt mỹ. Lá cây vẫn đang còn đọng những cái giọt nước li ti. Một thằng bù nhìn rơm lặng lẽ đứng sừng sững trong vườn đào. Anh bán hàng rong thấy có gì đó là lạ, bèn sán lại gần để xem. Vừa nhìn kỹ thì anh ta tá hỏa phát hiện cái đầu của bù nhìn rơm là đầu của người thật.
bên trong lớp da được nhét đầy rơm khô. Giáo sư Lương kể lại, trong lịch sử phạm tội thì có loại hung thủ nổi danh với thủ đoạn giết người quái đản. Người thứ nhất được truyền thông các nước trên thế giới gọi là ông tổ của những vụ án giết người hàng loạt xuất thần nhập quỷ, Jack the Ripper. Còn người thứ hai là huyền thoại Edward Green, kẻ sát nhân hàng loạt. Cái phương pháp mà giết người của tên Jack ấy là cắt cổ họng, còn cách giết người của Ed Green là bắn chết nạn nhân, sau đó phanh thây lột da chế tạo thành đồ mỹ nghệ. Y có một biệt hiệu khiến người ta nghe đã thấy sợ mất mật, Buffalo Bill. Rất nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng đều lấy hình tượng của hắn làm nguyên mẫu xây dựng nhân vật sát thủ tàn bạo, như là Sự im lặng của Bầy Cừu, Từ địa ngục hay là Tử thần vùng Texas. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói, nếu mà giới truyền thông biết được thì tên Buffalo Bill của Trung Quốc này cũng đủ làm rúng động cả thế giới. Sau khi nhận được điện thoại xin trợ giúp của đội cảnh sát xã Đào Nguyên, ông cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vụ án này rất là nghiêm trọng, có thể nói là vụ án hình sự nguy hiểm vô cùng hiếm gặp từ khi mà thành lập nước đến nay. Qua điều tra bước đầu, phía cảnh sát biết nạn nhân là trưởng ban Dương thuộc phòng du lịch huyện Vũ Lăng. Một mặt thì cảnh sát địa phương phong tỏa thông tin để tránh làm nhân dân trong vùng hoảng hốt. Mặt khác, họ báo cáo sự việc với cấp trên, thỉnh cầu cấp trên cử tổ chuyên án xuống giúp đỡ. Bốn thành viên của tổ chuyên án lập tức khởi hành. Đầu tiên là họ đáp máy bay đến tỉnh thành, sau đó mượn xe của công an tỉnh. Tổ chuyên án chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi lập tức phóng như bay xuống phòng cảnh sát của công an huyện Vũ Lăng, trong tiếng còi cảnh sát rú liên hồi. Tòa nhà của phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng trông vô cùng uy nghi và bề thế, tuy chỉ là tuyến công an cấp huyện nhưng mà mức độ xa hoa chẳng hề thua kém tòa Bạch Ốc. Hàng cây xanh rợp bóng dưới sân, đầy đó thấp thoáng những cái vườn hoa nở rộ. Cảnh vệ đứng gác trang nghiêm hai bên cổng trông rất là uy vũ. Ngẩng đầu liền nhìn thấy năm chữ vàng sáng lấp lánh trên tòa nhà văn phòng: vì nhân dân phục vụ. Ở trước cổng phòng cảnh sát trông thật là nhếch nhác, rác rưởi ngổn ngang khắp mọi nơi. Khung cảnh này hoàn toàn đối lập với hình ảnh của tòa nhà văn phòng hào nhoáng. Bao Triển nhìn đầu mẩu thuốc lá, chai nước khoáng, bánh màn thầu và cả những vết máu vương vãi khắp mặt đất. Anh mới phân tích, chắc chắn là ở đây vừa xảy ra cuộc biểu tình của quần chúng rồi. Họa Long thắc mắc, biểu tình sao? Nếu muốn biểu thì phải đến Ủy ban Nhân dân huyện, chứ tại sao đến phòng cảnh sát chứ? Giáo sư Lương giải thích, chắc chắn là họ đến Ủy ban Nhân dân huyện rồi, nhưng mà bị công an cưỡng chế giải tán. Không chỉ vậy, mấy người cầm đầu cuộc biểu tình còn bắt giữ. Những người còn lại liền đổ đến trước cửa phòng cảnh sát ngồi ly ở đó và yêu cầu thả người. Sau khi bước vào tòa nhà của phòng cảnh sát, tổ chuyên án thấy không hề có ai ra đón tiếp mình cả. Thái độ của tất cả mọi người ở đây đều lạnh băng. Thậm chí là họ còn nhìn bốn thành viên của tổ chuyên án và ánh mắt đầy khác thường. Sau khi hỏi thăm thì mọi người mới biết, trưởng phòng cảnh sát đang đi công tác, bí thư huyện ủy cũng đi họp ở một xã ngoài địa bàn. Điều đó khiến tổ chuyên án cảm thấy rất là ngạc nhiên. Cả tòa nhà toát ra một không khí thật là quỷ dị. Họa Long lầu bầu trách móc, cái chuyện gì vậy chứ? Lẽ ra cảnh sát địa phương phải xếp hàng nhiệt liệt đón chào chúng ta như là những vị cứu tinh mới đúng mà. Nhưng mà giờ họ biến đi đâu hết chẳng biết nữa. Một viên cảnh sát thò đầu ra, nhìn thấy bốn thành viên của tổ chuyên án. Anh ta liền ra là mời họ vào phòng, rồi tự giới thiệu mình là cán bộ tuyên truyền. Sau đó lấy ra một xấp tài liệu và bảo, xin lỗi ngại quá mà. Giáo sư Lương hỏi, chuyện gì vậy? Gã cán sự tuyên truyền trả lời, thực ra là chỗ chúng tôi cũng không hề có xảy ra cái vụ án lớn nào đâu. Họa Long bực mình gằn giọng, anh đùa đấy à? Gã cán sự cái trình bày, xin lỗi để các đồng chí mất công đến đây rồi, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, đành mời các đồng chí về cho. Bởi vì đây chỉ là cái trò đùa ác ý của một số người thôi. Địa phương chúng tôi không hề xảy ra vụ án giết người nào cả. Đội cảnh sát xã Đào Nguyên báo cáo sai sự thật và đã bị kỷ luật thích đáng rồi. Bồ nhìn rơm chỉ là mô hình làm giống con người, đó là trò đùa ác ý của một người dân địa phương mà thôi. Gã cán sự tuyên truyền còn đưa kết quả kiểm chứng bằng giấy tờ và cả bút lục thẩm vấn cùng kết quả xử lý này cho tổ chuyên án. Tô Mì cao mày phẫn nộ, bảo đến là đến, bảo đi là phải đi à? Tôi ôm bụng đói chẳng kịp ăn hột cơm nào, vội vàng chạy tới đây, kết quả chỉ là màn kịch đùa ác ý thôi sao? Cán sự tuyên truyền mới giảng hòa, bây giờ phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng chúng tôi sẽ hỗ trợ chi phí cho các đồng chí mà, bao gồm cả vé máy bay và cả các công tác phí nữa mà. Họa Long đập mạnh mặt bàn và văng một câu chửi tục. Sau đó bốn thành viên tổ chuyên án kéo nhau ra khỏi phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng. Họa Long khởi động xe lái đến một ngã tư gặp đèn đỏ. Bao Triển cắm đầu nhìn vào hồ sơ vụ án, anh chợt bảo, họ nói dối đó.
Bức ảnh chụp hiện trường vụ án trong tờ hồ sơ điều tra rất là không chuyên nghiệp. Hàng ngày đội cảnh sát xã chỉ xử lý một số cái vụ án gây mất trật tự trị an thông thường. Ví dụ như là những cái hộ sinh đẻ vượt kế hoạch, hòa giải các vụ cãi vã đánh lộn, đôi khi lại còn phải giúp lão nông đi tìm con bò lạc. Nên họ ít có cơ hội tiếp xúc với những vụ án có mức độ nguy hiểm cao. Khi mà chụp cái bức ảnh này, chắc anh cảnh sát xã đội này rất là sợ hãi, tay thì run lẩy bẩy. Thêm vào đó, cái lúc mà phát hiện ra tử thi nạn nhân, sương mù vẫn đang bao phủ dày đặc, nên là khó phân biệt đấy là bù nhìn mô hình người hay là bù nhìn bằng da người thật. Trên bức ảnh hiển thị một khuôn mặt mờ ảo, bộ da hoàn chỉnh phía dưới, bên trong bộ da nhét rơm khô căng phồng. Bù nhìn không có mặc quần áo, chân và tay cũng được kết hợp bằng rơm. Ở vị trí cổ có thể nhìn thấy một vết hằn của dây thừng. Bao Triển mới nghi ngờ hỏi: ai thèm treo cổ một bù nhìn rơm mô hình người làm gì chứ? Tommy đáp: chắc chắn là người thật đó, chứ không phải mô hình đâu. Có lẽ nạn nhân bị treo cổ cho đến chết, sau đó hung thủ mới hạ xuống thực hiện hành vi man dợ rồi cắm bù nhìn vào vườn đào. Giáo sư Lương mới nói: án này có rất nhiều ẩn khúc. Họa Long, chúng ta đến văn phòng của đội cảnh sát xã Đào Nguyên, mau! Văn phòng của đội cảnh sát xã Đào Nguyên nằm dưới chân một quả núi. Trên núi thì cây xanh mọc tùm, khắp nơi toàn là cái giống đào mật. Một dòng sơn khê róc rách chảy qua, hai bên bờ liễu rủ thành hàng. Một guồng nước lớn chậm chậm chuyển động. Xa xa thì non xanh nước biếc, trước mắt phố chợ đông đúc náo nhiệt. Trên chợ người ta chỉ bán đào. Đây là loại đào mật đặc sản của vùng này, chỉ bày bán đúng vào dịp trung thu, nên thu hút được rất nhiều thương lái bán hoa quả khắp mọi nơi trên mọi miền đất nước đổ về đây để mua buôn. Tổ chuyên án lái xe xuyên qua phố chợ đến văn phòng của đội cảnh sát xã Đào Nguyên. Nhưng mà thật kỳ lạ, cánh cửa văn phòng của đội cảnh sát xã đóng im ỉm, không có một bóng cảnh sát dân sự nào xuất hiện ở quanh đó. Tổ chuyên án đi lòng vòng quanh phố chợ, định bụng là ăn cái gì đó, sau đó đến hiện trường gây án trên núi quan sát xem sao. Trong hồ sơ ghi chép vụ án cho thấy hiện trường vụ án xảy ra ở vườn quả ven đường đến thôn Đào Hoa thuộc xã Đào Nguyên. Hiện trường vụ giết người đầu tiên là một ngôi đình thuộc khu cảnh quan Đào Hoa Nguyên. Mọi người bắt đầu xuống núi, dưới chân núi có một quán ăn được gá sơ sài bằng những cây gỗ. Một ông lão đeo tạp dề đang cúi lom khom rửa bát trong quán. Cái nồi kho tàu sôi lục bục tỏa ra hương thơm phừng phức. Một người đàn ông trẻ hơn đang mài dao, đầu quấn bằng, chắc là anh ta vừa mới bị thương. Bốn thành viên tổ chuyên án bước vào tìm một chiếc bàn trống để ngồi xuống. Bao Triển mới hỏi thăm: ông ơi, cho cháu hỏi đây có phải khu phong cảnh của Đào Hoa Nguyên không ạ? Ông lão đáp: đúng, đúng là Đào Hoa Nguyên chó chết rồi. Bao Triển lại hỏi: ban ngày ban mặt mà sao không thấy cảnh sát dân sự nào ở văn phòng vậy ông? Ông lão nghiến răng kèn két: cái bọn chó, chúng chết ráo rồi, chết cả lò nhà chúng nó rồi. Họa Long mới chen ngang: có phải xã mình vừa xảy ra một vụ án mạng giết người đúng không ông? Ông lão lập tức cảnh giác hỏi lại: các anh là ai? Bao Triển thực thà trả lời: Chúng cháu cũng là cảnh sát. Ông lão vừa nghe đến hai từ cảnh sát thôi thì nổi cơn tam bành. Ông đập mạnh chiếc đĩa trong tay xuống đất rồi chỉ tay ra cửa đuổi: cút, cút, biến ra khỏi đây. Hôm nay đóng cửa không bán nữa, vứt thịt cho chó còn hơn bán cho bọn cảnh sát các người. Nghe đến cái chữ cút, trong đầu Họa Long liền nổi lửa giận phừng phừng. Hai vụ án trước, tổ chuyên án đi đến đâu được người ta chào đón kính nể đến đó. Vậy mà tới đây, đầu tiên thì vấp phải thái độ lạnh nhạt của cảnh sát huyện. Sau đó thì đội cảnh sát xã đóng cửa không tiếp, giờ lại bị một ông lão chủ quán xua đuổi như đuổi ta. Họa Long đứng bật dậy, đang định phản ứng lại thì đột nhiên có một đám người với bộ dạng dữ tợn hừng hổ xông vào. Vừa đến cửa, chúng đã vung tay vung chân đập phá, hất tung nồi lẩu đang đun sình sịch trên bếp lò. Lửa trên bếp lập tức bén lên rèm cửa sổ. Người thanh niên đang mài dao trong quán giật mình hốt hoảng, chỉ biết đứng ngây người nhìn bọn chúng. Đám người lao tới đấm chân đá vào người thanh niên. Chẳng mấy chốc, dải băng quấn quanh đầu anh ta đã thấm đẫm máu tươi. Bao Triển và Họa Long còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì ngôi quán được gá bằng những thành gỗ đã phừng phừng bốc cháy rồi. Cái cảnh tượng trong quán thật là hỗn loạn. Hai người vội vàng đẩy xe cho giáo sư và kéo tay Tommy chạy ra khỏi cửa. Ông lão nổi gân xanh quần quận trên cổ, gào to mắng chửi đám người mới đến. Đám người đó nhanh tay khênh người thanh niên ra khỏi quán ăn rực lửa. Vài người dân trong thôn và người qua đường định chung tay dập, nhưng một người đàn ông trung niên bụng phệ chống nạnh cất giọng thè thé: tôi là chủ tịch xã Ngô, ai dám dập lửa người đó bị bắt nhốt vào ủy ban xã, ai dám hắt một gáo nước người đó bị phạt 300 tệ. Ông già tức giận run mần bật, vắt kiệt sức mà thét lớn: thằng chủ tịch xã kìa, mày dám đốt nhà tao,
Ta liều mạng với mày, tao phải giết mày. Ông chủ tịch xã nhếch mép cười lạnh lùng. Nhà cao cửa rộng mà chuyển đi sớm thì không chuyển, đúng là đồ thân lừa ơn ạ. Nhốt ông ta vào. Chẳng bao lâu thì ngọn lửa cháy ngút trời cũng lụi dần. Ngôi quán chỉ còn trơ lại tường đổ ngói cháy xém đen sì. Màu đen càng làm nổi bật cái chữ phá màu trắng được viết trên tường. Tiếng chửi bới của ông lão càng lúc càng xa, dần dần nó biến thành tiếng khóc tức tưởi. Cuối cùng là chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Ở ven đường dưới chân núi có một khối đá lớn, bên trên khắc bốn chữ Đào Hoa Nguyên Ký. Tiếp đó là câu chuyện kể về vùng đất Đào Nguyên. Vào chiều Thái Nguyên đời Tấn, có một người ở huyện Vũ Lăng làm nghề đánh cá. Một hôm bơi thuyền thấy một đóa hoa đào trôi từ khe núi. Người ngư phủ chèo thuyền dọc theo khe núi đi mãi rồi đến một thôn xóm dân cư đồng đúc. Người dân ở đó sống an nhã thanh bình. Người đánh cá hỏi chuyện mới biết tổ tiên của họ vốn là người nước Tần, nhưng mà do không chịu được chế độ hà khắc của Tần Thủy Hoàng nên bỏ lên sống ở đó, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ở lại mấy ngày rồi người ngư phủ tạm biệt ra về. Sau một thời gian, ông ta quay lại tìm chốn Đào Nguyên mà không thấy. Còn về phương thức cưỡng chế phá dỡ đầy bạo lực khiến cho Tô Mì cảm thấy kinh hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô tận mắt chứng kiến kiểu làm việc dã man như thế. Họa Long thở dài. Anh đã hiểu vì sao ông chủ quán lại căm hận cảnh sát đến như vậy. Bốn thành viên của tổ chuyên án chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống. Họ lái xe lên khu phong cảnh Đào Hoa Nguyên trên núi. Tuy là cảnh hai bên đường vô cùng hữu tình, nhưng mà thực sự họ không còn tâm trạng mà thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Suốt cả chặng đường dài chẳng ai nói với ai câu nào. Xe dừng lại trước ngôi đình nhỏ. Trong đình đã có một người ngồi đó từ bao giờ. Người ấy đang chăm chú đọc một cuốn cờ phổ. Trên vách đình treo miếng gỗ mang phong vị cổ xưa, có viết ba chữ Đình Lan Khả. Có lẽ thì đây chính là hiện trường gây án được ghi chép trong hồ sơ điều tra. Vậy mà cột đình vào mặt đất không hề lưu lại vết máu nào, cũng không có bất cứ biển cấm nào của cảnh sát. Nơi đây trông như là chưa từng xảy ra án mạng vậy. Nhưng mà bao triển thì ngửi thấy mùi máu tanh trong khắp ngôi đình này. Tommy đẩy xe lăn của giáo sư Lương vào trong đình và dừng lại trước bàn cờ. Giáo sư Lương nói với người đang ngồi trong đình. Đánh một ván chứ? Người đó mỉm cười đáp. Được thôi. Giáo sư Lương chọn thế cờ mang tính tấn công cao. Thế khai cuộc là trung pháo, đi pháo từ cột 2 sang cột 5. Người kia hơi căng thẳng. Anh ta định dùng thế binh phòng mã để phòng ngự. Kết quả lại đẩy mã nhảy vào vị trí tử, nhưng mà cũng ngại không dám đi lại. Giáo sư Lương thì vờ không nhìn thấy. Ông chỉ hỏi bâng quơ một câu. Cho tôi hỏi thăm một người. Trưởng ban Dương trên phòng du lịch vừa bị sát hại. Cậu có biết không? Người đó bình thản đi một nước cờ rồi mới đáp. Cháu chính là trưởng ban Dương. Vầng tịch dương đỏ ối đã lặn về tây, sắc chiều hoang hoài cầu liều, tiếng sáo đâu đó vang vẳng vọng lại từ cõi xa xăm, nghe vừa thao thiết não nùng lại vừa nhàn nhạc mang mát tựa màn sương mỏng. Bóng đèn hoa sen lắp gần đình bỗng dưng bật sáng, liền sau đó cả khu cảnh quan trên núi đều bừng sáng lên. Những cái đốm sáng lấp lánh trải khắp núi rừng, nom thật là tráng lệ. Gió đêm thì hiu hiu thổi, làn không khí trong lành còn mang theo vị ngọt của trái đào khe khẽ len lỏi vào trong lồng ngực. Giáo sư Lương điềm tĩnh. Cậu chết rồi. Người đó kinh ngạc kêu. Hả? Rõ ràng là anh ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Họa Long cảnh giác theo dõi anh ta. Nếu mà người đó không phải trưởng ban Dương thì anh ta là ai? Chẳng lẽ là hung thủ sao? Bao triển đi đi lại lại trong đình như thể đang quan sát một điều gì đó. Rất hiển nhiên đây chính là hiện trường gây án. Chỉ có điều là nó bị người ta cố ý che đậy và ngụy trang. Nền nhà và các trụ cột đều được lau rửa sạch sẽ. Giáo sư Lương chỉ tay vào bàn cờ nói lại. Cậu chết rồi, chưa nhận ra sao? Người đó ném cơn cờ xuống thốt lên. Ôi, đúng thế thật, cháu thua rồi. Giáo sư Lương bồi tiếp một đòn. Cậu không phải là trưởng ban Dương. Người đó mới hỏi. Sao chú biết? Giáo sư Lương đáp. Trong hồ sơ ghi rõ trưởng ban Dương là kỳ thủ hạng nhất cấp quốc gia. Kỳ thủ quốc gia mà chơi dở thế này sao? Người đó thành thật nhận lỗi. Chú đoán không sai, cháu chỉ là người giả mạo. Cháu không phải trưởng ban Dương mà là thầy Tần, giáo viên trường tiểu học thôn Đào Hoa. Giáo sư Lương quan sát người đàn ông trung niên thật kỹ. Anh ta trừng ngoại tứ tuần, đeo cặp kính cận, trông không giống một kẻ nói dối. Muốn giao tiếp thành công thì chân thành là biện pháp hữu hiệu nhất. Bởi vậy giáo sư Lương nói thẳng mình là cảnh sát, đồng thời giới thiệu ba thành viên còn lại của tổ chuyên án với thầy Tần. Chẳng ngờ là thầy Tần không hề ngạc nhiên.
anh ta nói mình đã biết từ trước rồi, ngồi đây chính là đợi tổ chuyên án đến. Tommy ngạc nhiên hỏi, sao thầy lại biết chúng tôi? Thầy ta lấy ra điện thoại di động trong túi quần, đưa ra tổ chuyên án. Trên đó hiển thị một mẩu tin ngắn. Phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng thông báo, gần đây có tin đồn nói rằng huyện ta xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhưng mà sau quá trình điều tra và chứng thực cơ quan công an xác định, tin đồn là hoàn toàn không có thật. Những người chịu trách nhiệm có liên quan đã bị xử lý, nếu ai còn tung tin đồn nhảm sẽ bị trừng trị nghiêm minh. Ngoài ra, những công dân tham gia vụ chặn đường đến thôn Đào Hòa xảy ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2007, hãy đến cơ quan công an tự thú để được hưởng khoan hồng. Sắp đến lễ Trung thu, phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng chúc bà con đón Tết Trung thu vui vẻ, vạn sự như ý. Rõ ràng là cái đoạn tin nhắn do phòng cảnh sát địa phương nhắn, có lẽ tất cả người dân ở huyện đều nhận được. Giáo sư Lương cười lạnh lùng. Đúng là có tật giật mình, càng cố giấu lại càng thò cái đuôi ra. Bao Triển hỏi, cái vụ chặn đường đến thôn Đào Hoa rốt cuộc là vụ gì vậy? Thầy Tần ngước mắt nhìn anh chàng, anh ta khẽ thở dài mới trả lời. Chuyện dài, đến nhà tôi trước đi, hôm nay vừa đúng là đêm Trung thu. Thầy Tần ở ngay trong trường tiểu học thôn Đào Hoa, mọi người lái xe đến đó. Đường núi gập ghềnh nhấp nhô, thập thoáng phía trên những dạng đào rừng mọc ngập tràn hai bên đường, là ánh trăng như rát vàng tròn vành vạnh. Cây đào ở đây rất là thấp, chỉ cao hơn đầu người một chút mà thôi. Từng cái chùm quả nặng trĩu chịt nằm vắt vẻo trên thân cây, kéo cả cái cành xuống, hồ như chỉ cần giơ tay ra là có thể với tới rồi. Đình Lan Khả cách trường tiểu học thôn Đào Hoa không xa, chỉ đi một lát đã tới. Mọi người vừa xuống xe đã nhìn thấy một ngôi trường cũ nát, tường bao quanh bị sụt lở mấy chỗ, cánh cửa phòng học chắp vá, cửa sổ được dán bằng giấy báo. Trên đó là những mẩu tin đăng tải từ tận vài năm trước. Giữa sân trường có một gốc đào già trên 100 tuổi, cành lá xum xuê đan cài vào nhau, thân cây to khỏe thô ráp, trên đó có 2 sợi dây thừng, buộc một thanh sắt rút từ từng dây. Khi gõ lên sẽ có hiệu quả giống như tiếng chuông vào học. Trên cây kết rất nhiều trái đào mật to tròn mỡ màng. Đào mật là giống đào rất là ngọt và thơm, còn được gọi là đào tiên. Thầy Tần mang chiếc bàn học ra kê dưới gốc cây dưới ánh trăng thô. Anh mới bày một bữa tối khá thịnh soạn. Trên bàn thì có đầy đủ thịt rượu, các loại hoa quả đủ màu sắc, các loại rau củ có vùng thôn quê. Giáo sư Lương vốn định trả tiền cho thầy Tần, nhưng mà nom lời ăn tiếng nói của thầy, không phải là hạng phàm phu tục tử, nên anh xua tan ý nghĩ đó, tránh để thầy tổn thương lòng tự trọng. Thầy Tần giơ ly rượu lên kính. Mọi người là khách, hôm nay lại là đêm Trung thu, nên tôi xin uống cạn ly này trước. Giáo sư Lương và Họa Long cũng uống cạn ly. Tommy không biết uống rượu, còn Bao Triển không hiểu sao luôn giữ thái độ cảnh giác với thầy Tần, nên anh cũng lấy lý do không biết uống rượu để khước từ. Thầy Tần nâng ly rượu lên rồi ngâm một bài thơ. Dưới ánh trăng trước gió cắt dây tình, mây đen vần vũ vùi hoa sinh, rượu say ngã trước đình Lan Khả, lên núi Lương Sơn đạp bất bình. Giáo sư Lương mới hỏi, thơ cậu viết đấy à? Thầy Tần gật đầu. Một con giấy ở góc tường chợt kêu lên giả dích, liền sau đó những con giấy khác dưới gốc cây cũng cất tiếng kêu theo. Theo lời giới thiệu của thầy Tần thì trường tiểu học thôn Đào Hoa rất là nhỏ, chỉ có 2 thầy giáo, một thầy hiệu trưởng và mấy chục học sinh. Các học sinh đều là con em ở trong thôn. Ngoài thầy Tần ra thì ở đây còn có một thầy giáo nữa là thầy Đào. Cả 2 thầy đều giáo viên nghĩa vụ, không được trả lương, chỉ có khoản trợ cấp ít ỏi chẳng đủ chi tiêu, nên thường ngày họ phải trồng thêm cây ăn quả để kiếm thêm thu nhập. Chúng ta nên ngả mũ kính phục trước tinh thần trồng người của những thầy giáo tình nguyện ở vùng núi nghèo khó, những con người vô danh đã cống hiến to lớn cho nền giáo dục của Trung Quốc. Sau khi Đào Uyên Minh viết bài ký Đào Hoa Nguyên, hàng trăm hàng ngàn năm nay không biết bao nhiêu tao nhân mặc khách từng khảo chứng rốt cuộc là cái chốn Đào Nguyên thần tiên này ở nơi nào, nhưng kết quả vẫn không đưa ra được kết luận. Hiện nay cả nước có hơn 30 địa phương đang tranh danh hiệu Đào Hoa Nguyên. Thậm chí là ngay cả ở Đài Loan cũng có Đào Hoa Nguyên. Họ đều hy vọng thu được lợi nhuận kinh tế cho địa phương nhờ vào danh hiệu ấy. Huyện Vũ Lăng là đơn vị đầu tiên đệ trình lên Liên Hợp Quốc đề nghị công nhận nơi đây là di sản văn hóa Đào Hoa Nguyên. Ủy ban địa phương thì nỗ lực hết sức để phát triển ngành du lịch. Họ đổ nguồn vốn khổng lồ để xây dựng khu cảnh quan Đào Hoa Nguyên. Huyện Vũ Lăng lấy mỹ danh Thế Ngoại Đào Nguyên làm chiêu bài phát triển du lịch địa phương, thu hút khách du lịch cũng như là các nhà đầu tư trong và ngoài nước để đổ vốn đầu tư khai thác. Cả khu cảnh quan chia ra làm 3 giai đoạn xây dựng, tạo dựng nên mấy chục điểm vãn cảnh. Ví dụ như là Đình Lan Khả, Động Thái Nhân, Đài Hoặc Nhiên, Hồ Đào Tiên, Sơn Trang Hoa Đào, Thư Viện Hoa Cúc, Hành Lang Trúc Chín Khúc Quanh. Hành Lang Trúc Chín Khúc Quanh, Hồ Ngũ Liễu, Hồ Câu Cá hay Bến Mê Tần. Phá dỡ và sắp xếp nơi an cư là trọng điểm của giai đoạn xây dựng đầu tiên.
thôn Đào Hoa sắp nằm trong phạm vi tháo dỡ và xây dựng. Chính phủ hứa đảm bảo cho người dân rất nhiều điều kiện ưu đãi theo nguyên tắc lấy nhà trả nhà. Họ sẽ đền bù cho người dân nơi ở mới trong thành phố, không những vậy còn nộp bảo hiểm trọn đời cho người già, hỗ trợ tiền thuê phòng. Vậy mà dân địa phương lại nhất quyết là không định di rời, không người nào chịu ký tên vào đơn, thậm chí trưởng thôn còn dẫn đầu đoàn biểu tình phản đối chính sách phá dỡ. Dân thôn Đào Hoa thì rất là dữ dằn. Họ từng đánh chết một kẻ trộm dám lẻn vào thôn ăn trộm bò. Anh của nạn nhân đến nhận xác em về cũng bị họ đánh. Khi Ủy ban Nhân dân huyện lần đầu thực thi chính sách cưỡng chế, người dân cầm cuốc xẻng dọa cán bộ phải bỏ chạy. Không những vậy còn chặn đường, đánh bị thương nhiều cán bộ. Phía cảnh sát liền bắt trưởng thôn tạm giam lên Ủy ban Nhân dân huyện. Người dân thấy vậy lập tức rủ nhau tập trung tại sân ủy ban kháng nghị, nhưng mà bị công an ép buộc giải tán. Tommy cầm một trái đào, cô vừa ăn vừa hỏi: vì sao họ lại từ chối chứ? Chẳng phải điều kiện sống ở thành phố tốt hơn ở đây sao? Thầy Tân hừ, đầy lạnh lùng vẻ coi khinh. Cô cho rằng ai cũng nghĩ giống người thành phố các cô sao? Thầy Tân bắt đầu giảng giải cho Tommy như đang phân tích một bài ký Đào Hoa Nguyên cho học sinh tiểu học. Người xưa có câu: hiếp dân loạn kỳ cương, hiền sĩ lánh thế đời. Chốn Đào Nguyên là nơi ký thác giấc mơ của tất cả người dân Trung Quốc. Nơi đó không có chiến tranh, đàn ông cày cấy, đàn bà dệt vải. Nơi đó không có sự huyên náo của chốn phồn hoa đồ hội, không có những phiền muộn của thế sự. Vì sao mà Đào Hoa Nguyên quý lại nổi tiếng đến như vậy? Bởi vì chốn Đào Nguyên thần tiên là thế giới lý tưởng trong lòng tất cả người dân Trung Quốc. Người dân thôn Đào Hoa trồng đào làm kế sinh nhai, tuy không giàu có nhưng sống rất hạnh phúc. Những người sống ở thành phố luôn luôn cảm thấy lo lắng và bất an. Họ ở trong những cái tòa nhà bê tông cốt thép khô cứng lạnh lẽo, sống cạnh nhau bao nhiêu năm mà vẫn không biết hàng xóm ngay bên trái và bên phải mình là ai. Nhà sát vách xảy ra án mạng mà họ vẫn đóng cửa im lìm, chẳng buồn chạy sang hỏi thăm đến một câu. Cho dù là người dân thôn Đào Hoa và thành phố thì họ vẫn là những người nông dân sống ở thành phố. Họ dựa vào núi để kiếm ăn, dựa vào sông để sinh tồn. Chuyển vào thành phố đồng nghĩa họ sẽ mất nhân tố đảm bảo cho cuộc sống. Ở thời đại mà ngay cả sinh viên tốt nghiệp đại học cũng khó tìm việc làm như hiện nay, ở nơi mà những người bán rong bày hàng trên phố luôn nơm nớp nỗi lo sợ bị quản lý trị an đuổi đi như vậy, thì người dân thôn quê phải làm sao mới thích ứng được với cuộc sống nơi thành đô khắc nghiệt? Họ sẽ làm gì để tồn tại? Giáo sư Lương nhìn xung quanh một lát rồi mới nói: đây đúng là nơi ẩn cư tuyệt vời. Và mùa xuân thì chắc cảnh sắc và đẹp lắm phải không thầy Tần? Thầy Tần không có trả lời, anh nhắm mắt mãi mới nói: đâu chỉ riêng mùa xuân, quanh năm bốn mùa đều đẹp đến ngỡ ngàng. Nói ra chắc chú không tin, chứ cháu chỉ cần nhắm mắt là có thể nhìn thấy hoa cúc nhuộm vàng hai bên đường, thấy những dạng trúc bên hồ nước, thấy đào mọc khắp núi khắp rừng. Tommy xúc động. Tôi tin là thế. Bao chuyện đột ngột chuyện chủ đề. Tôi đoán mù nhìn rơm ra người cắm trong vườn đào không phải để dọa chim, mà là để dọa người. Họa lòng mới hỏi: rốt cuộc ai đã giết trưởng ban Dương? Mặt thầy Tần biến sắc, thoáng nét hoảng hốt. Thầy gật đầu rồi mới kể một câu chuyện. Trước cái hôm xảy ra vụ án mạng mù nhìn ra người, một nhà đầu tư người Hồng Kông cùng với ông Ngô, chủ tịch xã Đào Nguyên, ông Dương, trưởng ban quy hoạch phòng du lịch và chủ nhiệm đội phá dỡ đi khảo sát cụ thể tiềm năng phát triển ngành du lịch của thôn Đào Hoa. Họ nhất trí rằng tạo dựng tuyến cảnh quan Đào Hoa Nguyên là một việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng để tạo phúc cho đời sau. Không những thế còn khiến kinh tế địa phương phát triển rất là nhanh chóng nữa. Phóng viên đài truyền hình thì chĩa máy quay về phía những cán bộ bụng phệ. Phía sau còn có người đứng che dù chống nạnh, chỉ trò trò trông rất là oai phong. Nhưng rồi đến lúc phát sóng trên bản tin tối, có một hình ảnh đã bị cắt đi. Đó là khi phóng viên phỏng vấn đám người đang ngồi trưng cất dầu nhựa thông ở ven đường. Một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang, mặc quân phục màu xanh lá lọt vào ống kính. Ống kính máy quay thì hướng vào anh ta, nhưng ánh mắt anh ta lại hướng vào chủ tịch Ngô, trưởng ban Dương và chủ nhiệm đội phá dỡ kìa. Phóng viên mới hỏi anh ta suy nghĩ thế nào về việc phát triển du lịch địa phương. Anh ta phá lên cười rồi nói gọn lỏn: ai dỡ nhà tôi? Tôi lột da kẻ đó. Giáo sư Lương mới hỏi: sao cậu biết chuyện này? Thầy Tân ngượng ngùng: lúc đó tôi cũng có mặt tại hiện trường. Tôi đứng sau lưng chủ tịch Ngô, cầm ô che cho ông ta. Bao Triển mới hỏi: cái người nấu dầu thông kia là ai? Thầy Tân lắc đầu: anh ta bịt khẩu trang và đội mũ nên tôi không tài nào nhận ra. Nghe giọng thì
thế không giống dân địa phương. Bao Triển lại hỏi, thế cái đêm xảy ra án mạng, anh ở đâu? Thầy Tần cầm một tấm vé tàu và hóa đơn thu phí của bệnh viện đưa cho Bao Triển và rồi mới giải thích. Ngôi trường này sắp bị đập đi đến nơi rồi. Thầy Đào là người ngoại tỉnh, hôm ấy tôi lên thành phố tiễn thầy ấy về quê. Lúc về đến huyện đã là 10 giờ đêm, tôi lại vào bệnh viện ngồi cả đêm vì thầy hiệu trưởng bị thương cho lần đầu tiên cưỡng chế phá rỡ. Họa Đào mới thắc mắc, sao anh mạo nhận mình là trưởng ban Dương? Thầy Tần mới đáp, bên công an yêu cầu tôi làm như vậy. Sau khi huyện Vũ Lăng xảy ra vụ trọng án, nhất thời khiến lòng người bàng hoàng. Vì muốn giấu thông tin nên phòng cảnh sát đã nhắn tin cho tất cả người dân trong vùng để an ủi họ bớt sợ. Nhưng mà trong lúc đó thì đội cảnh sát xã đã báo cáo tình hình vụ án cho cảnh sát cấp cao nhất. Ủy ban huyện lo lắng rằng nếu để cấp trên tham gia vào thì sẽ ảnh hưởng đến tiến trình phá rỡ, nên mới mở cuộc họp thảo luận. Cuối cùng là quyết định giấu kín vụ án này đến cùng và đuổi khéo tổ chuyên án đi. Ở rất nhiều địa phương, khi xảy ra một sự vụ có số lượng thương vong lớn thì cái việc đầu tiên chính quyền địa phương làm là giấu nhẹm chân tướng. Trước khi mà tổ chuyên án đến huyện Vũ Lăng, họ đã làm xong một bộ hồ sơ giả và thanh minh rằng đây chỉ là trò đùa ác ý của người dân. Sau khi tổ chuyên án rời khỏi phòng cảnh sát thì cảnh sát giao thông địa phương liền bí mật bám theo tổ chuyên án. Thấy tổ chuyên án lái xe đến xã Đào Nguyên, họ liền hoảng hốt triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Có người đề xuất để thầy Tần mạo xưng trưởng ban Dương vì thầy Tần cũng tầm tuổi trưởng ban Dương, hơn nữa trông mặt lại hào hào. Thậm chí là chính quyền địa phương còn thông đồng với gia quyến nhà trưởng ban Dương, đồng thời buộc đội công an xã phải lánh đi. Tóm lại chính quyền địa phương phải vắt óc khổ sở mới nghĩ ra được màn kịch lừa đảo này. Giáo sư Lương nhận xét, nhưng cậu giả mạo không thành công, có phải chuyện này gây bất lợi cho cậu chăng? Thầy Tần mới đáp, ngày mai ngôi trường này bị đập đi rồi, thôn Đào Hoa cũng vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Cá nhân tôi thế nào cũng đâu quan trọng đâu. Thầy Tần kể tiếp với tổ chuyên án, sau cái cuộc cưỡng chế phá rỡ lần đầu thất bại, chính quyền địa phương quyết định sẽ phối hợp với các lực lượng như phòng cảnh sát, trị an thành phố, tổ bảo vệ và công ty xây dựng. Ngày mai lại đến thôn Đào Hoa cưỡng chế phá rỡ, quy mô lần này rất lớn, không phá được thôn Đào Hoa, họ quyết không buông tay. Bốn thành viên tổ chuyên án đều cảm thấy ngày mai chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Đêm hôm đó thì nghỉ tại trường tiểu học của thôn. Canh khuya sâu thẳm, thầy Tần cô độc ngồi thổi tiêu trong vườn trường trống tênh. Âm thanh vang lên nghe buồn đến da diết. Sau đó thầy Tần về phòng mình lấy hai chiếc gối đưa cho Tommy và giáo sư Lương ngủ trong xe. Họa Long và Bao Triển ngủ ngay trong lớp học. Hai người thao thức mãi, bần thần nhìn dòng chữ viết bảng phấn trắng hiện trên nền bảng đen. Dòng chữ ấy là: nơi cần xây dựng nhất chính là trường học. Họa Long mới kể cho Bao Triển nghe những chuyện trong quá khứ của mình. Anh bảo trước đây có lần anh cùng với hai đồng nghiệp bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang. Đảo trời trụi không hề có cây cối, ngay cả ngọn cỏ cũng chẳng có, chỗ nào cũng nhẵn thín. Họa Long mới dừng lại hỏi Bao Triển, chú có biết bọn anh làm cách nào để thoát ra khỏi đó hay không? Bao Triển nghĩ ngợi một lát rồi mới đáp, chịu. Họa Long nói, chú làm sao mà nghĩ ra nổi, bọn anh lấy rùa làm thuyền đó. Bao Triển hỏi, ai nghĩ ra cách này vậy? Họa Long đáp, một ông anh là lính binh chủng đặc biệt đã giải ngũ nhiều năm và một cảnh sát trưởng thành trong ngành cảnh sát. Bao Triển hỏi thăm, thế bây giờ họ ở đâu? Họa Long không kể tiếp nữa, anh miên man nghĩ về quá khứ. Mãi hồi sau mới mơ màng chìm vào giấc ngủ say. Họa Long uống khá nhiều rượu nên thấy hơi nhức đầu. Trong mơ anh thấy ba người cưỡi con thuyền rùa dập dềnh trôi theo sóng ra đại dương. Một con cá chuồn màu vàng kim nhảy vọt lên và rồi rời tõm dưới mặt nước, biến mất không tàm tích. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, lúc trời còn chưa tỏ mặt người, bên ngoài hãng còn nhập nhoạng tối thì gà trống đã gáy ầm ĩ. Tiếng gáy đánh thức Họa Long tỉnh dậy. Anh bước ra sân trường, mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ. Bỗng anh mơ hồ nhìn thấy một người treo mình trên cây. Họa Long vội vàng dụi mắt giật thót mình rồi từ từ bước đến gần. Anh kinh hoàng tột độ, tóc gáy tự nhiên dựng cả lên. Bất luận thế nào anh cũng không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt. Người bị treo lủng lẳng trên cây không ngờ lại là Bao Triển. Họa Long không biết Bao Triển đã tắt thở hay chưa. Anh cuống quýt chạy tới ôm Bao Triển, nâng lên cao, cho dây trong cổ trùng xuống, sau đó thất thanh kêu cứu. Tommy và giáo sư Lương nghe thấy cũng vội vã chạy đến để giải cứu Bao Triển. Sắc mặt của Bao Triển đã xám đen nhưng mà sờ ngực vẫn thấy nhịp tim. Tommy không nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức áp mình cúi xuống giúp Bao Triển làm hô hấp nhân tạo. Sau đó hai tay ấn mấy cái vào lồng ngực trái của anh. Bao Triển ho hai tiếng rồi mới lờ mờ tỉnh lại. Họa Long vồn vã hỏi, chú Triển, kẻ nào làm chuyện này? Ai đã treo cổ chú lên cây?
Bao Triển cố gắng gượng dậy nhưng toàn thân mềm nhũn, anh nằm vật xuống đất thở ngắt quãng. Tự tôi làm. Thì ra là khi trời còn chưa sáng, Bao Triển tỉnh giấc, anh ra vườn định đi vệ sinh. Nhà vệ sinh thì chính là một góc hẹp giữa trường nhà và tường rào bao quanh trường, một kiểu nhà vệ sinh lộ thiên. Bó rơm dựng trước cửa nhà vệ sinh khiến Bao Triển nảy sinh ý nghi ngờ. Tối qua trên đường từ Đình Lan Khả về trường tiểu học thôn Đào Hòa, Bao Triển luôn để mắt quan sát. Hai bên đường chỉ toàn cây lùn và đồng cỏ, không phát hiện nơi nào có thể dùng để treo cổ nạn nhân. Trường tiểu học thôn Đào Hòa cách Đình Lan Khả không xa, trong trường lại có một gốc đào cao to. Không những vậy còn xuất hiện bó rơm trước cửa nhà vệ sinh. Chính vì vậy Bao Triển mới nghi ngờ đây chính là nơi hung thủ thực hiện hành vi lột da và chế thành bù nhìn da người. Anh đứng ở dưới gốc đào trong sân trường, ngẩng đầu nhìn thanh sắt dùng làm chuông báo giờ học. Anh phát hiện dây thừng treo thanh sắt mới tinh, trong khi thanh sắt đã han rỉ loang lổ. Điều đó chứng minh sợi dây thừng mới được thay cách đây không lâu. Bao Triển tháo thanh sắt xuống, nút đầu dây thừng thành hình thòng lọng, rồi gật đầu nghĩ thầm, có lẽ ở đây đã từng có treo cổ. Bao Triển ngồi xổm cúi xuống chẳng khác nào chú chó đang ngửi mặt đất. Mặc dù là mặt đất đã được dọn rửa, nhưng mà vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Anh lại càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình là chính xác. Rất có khả năng trường tiểu học thôn Đào Hoa là hiện trường, cũng là nơi hoàn thành tác phẩm Bù Nhìn Da Người. Bao Triển lấy chiếc ghế con đặt dưới gốc cây, rồi đứng lên trên, thò đầu chui vào thòng lọng, mô phỏng tư thế của nạn nhân. Từ đó có thể phân tích chiều cao của hung thủ. Có điều là anh hoàn toàn không ngờ chiếc ghế mình đang đứng lại là chiếc ghế ba chân. Chiếc ghế đột nhiên đổ xuống làm Bao Triển bị treo lủng lẳng trên dây thừng. Anh thấy mắt mình tối sầm lại, càng dãy dụa lại càng thấy bất lực. Muốn kêu cứu mà không sao bật thành tiếng, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. May mà Họa Long kịp thời phát hiện, nếu mà chỉ chậm một phút nữa thôi. Một phút nữa thì Bao Triển đã trầu trời rồi. Họa Long đỡ Bao Triển dậy, sương mù vẫn bủa vây dày đặc, trời bắt đầu hửng sáng. Bỗng ở cổng trường xuất hiện một người cầm rìu, đang tiến lại gần. Thì ra là thầy Tân, tay thầy cầm một bao tải, bên trong đựng vật gì đó hình tròn. Họa Long cảnh giác nhìn chiếc rìu trong tay thầy Tần mới hỏi: "Thầy Tần, là thầy sao?" Thầy Tần mới đặt bao tải xuống đất, Họa Long lo lắng phỏng đoán liệu trong túi có phải là một đầu người hay chăng. Nhưng mà thầy Tần lôi trong túi ra một quả bí ngô vàng ruộm, vẫn còn đọng hơi xương trên lớp vỏ, rồi lôi tiếp ra một mớ rau xanh mỡ màng. Anh ta mới nói: "Các anh dậy sớm thế, để tôi đi nấu bữa sáng." Bao Triển nhìn theo bóng lưng thầy Tần nói với Họa Long: "Không phải anh ta, hung thủ là người cao trên 1m8. Thầy Tần nấu một cái nồi cháo bí ngô, bỏ thêm chút mật ong. Tommy và giáo sư Lương ăn liền hai bát rất ngon miệng. Ở thành phố thì làm sao cơ hội ăn những thực phẩm tươi ngon, dân dã như ở thôn quê. Thầy Tần cảm khái nói: 20 năm rồi, tôi ở đây đã 20 năm. Đây là bữa cơm cuối cùng." Giáo sư Lương đáp: "Cậu khoản đãi chúng tôi nhiệt tình thế, chúng tôi sẽ cố gắng để ngăn chặn không cho họ phá rỡ ngôi trường này." Thôn Đào Hoa thì nằm ở bên mép núi, phía dưới là vực thẳm, ven đường dẫn vào thôn trồng rất nhiều cao lương và ngô. 5 cây liễu to đứng gác ở đầu thôn, rìa các bờ ruộng mọc đầy hoa cúc dại, từng đóa hoa vàng khoe sắc rực rỡ. Bốn bề sơn thôn đều có núi vây quanh, một dòng thác chảy từ sườn núi xuống hồ phía dưới. Hoa sen trong hồ đã tàn hết, con thuyền độc mộc lẻ loi đậu bên bờ hồ. Trên bờ là những ngôi nhà dân đều tăm tắp, hàng lối ngay ngắn, vịt gà tụ tập thành từng đàn rủ nhau kiếm mồi. Đội phá rỡ đã đến rồi, sát khí đằng đằng, hùng hùng hổ mà tiến vào. Chủ tịch xã Đào Nguyên dẫn đầu đoàn, ông ta xắn tay áo, vừa đi vừa vỗ phình phạch vào cái bụng bia của mình. Cạnh ông ta là chủ nhiệm của đội phá rỡ, cán sự tuyên truyền phòng cảnh sát. Phía sau thì là mấy chục nhân viên mặc đồng phục. Đội quân ô hợp này bao gồm rất nhiều thành phần như là đơn vị quản lý thành phố, dân phòng, các tổ bảo vệ. Mỗi người mặc một loại đồng phục khác nhau, đúng là vàng thầu lẫn lộn. Trong tay họ cầm lá chắn và cả rùi cui cảnh sát. Có người còn cầm cả bình cứu hỏa vì sợ người dân tự thiêu để cản trở việc phá rỡ. Phía sau đoàn người là 3 chiếc máy ủi, 2 chiếc máy xúc và 1 chiếc xe cứu thương chậm chậm làm bánh bám theo. Xem ra là chính quyền địa phương đã lên kế hoạch rất là chu đáo cho lần cưỡng chế phá rỡ. Không đạt được mục đích, họ sẽ không ngừng tay. 4 thành viên của tổ chuyên án và thầy Tần lặng lẽ đứng ở bức tường rào bị đổ đó để mà nhìn ra ngoài. Đội phá rỡ tiến hành rất là thuận lợi, không hề xảy ra đánh nhau cãi lộn như dự tính, nên họ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chủ tịch Ngô, chủ nhiệm đội phá rỡ và cán sự tuyên truyền dừng chân, cảnh giác nhìn quanh thôn. Trong thôn không có một bóng người, không biết người dân đã đi đâu hết. Chủ tịch Ngô mới lẩm bẩm: "Đám dân đen này cũng biết thân biết phận đấy chứ, dám ra đây ngăn chặn thử xem. Người ta
Nói thế nào nhỉ? Viên cán sự tuyên truyền đỡ lời. Châu chấu đá voi hay lấy trứng chọi đá? Chủ tịch Ngô cười ha hà gật gù. Đúng, châu chấu đá voi. Chủ nhiệm đội phá rỡ rút đài đưa thuốc lá, mời chủ tịch Ngô và cán sự tuyên truyền. Ba người châm thuốc. Chủ tịch Ngô hất tay ra lệnh. Gọi máy ủi tới. Phá. Máy ủi xình xịch chạy tới, định ủi bay ngôi nhà đầu tiên. Ngay cạnh ngôi nhà thì có một gốc liễu, sương mù dần dần tàn hết. Lưỡi xẻng của máy xúc lừng lững dơ cao, nhưng mà vừa hạ xuống giữa trường thì cái tay máy đột ngột dừng sững lại. Mọi người nhìn rõ những cành liễu rủ, có một người đang bị treo trên đó. Mặt trời chiếu xuyên qua màn sương, hơi ấm hoàn toàn biến mất, để lại một buổi sáng tình sương rạng ngời, ánh dương ấm áp. Mấy chục nhân viên tháo rỡ ngẩng đầu nhìn, cuối cùng họ cũng thấy rõ nạn nhân bị treo lên cây là một thi thể không đầu, người đầy máu, cổ tay thắt dây thừng, cô tử thi đang nhẹ nhẹ đung đưa trước gió. Cảnh tượng thảm khốc không ai dám nhìn, khiến người ta giật thót cả mình. Có người còn định co cẳng chạy, nhưng mà bị chủ tịch Ngô đanh giọng quát nạt. Chủ tịch Ngô cố tỏ ra bình tĩnh, trong khi chủ nhiệm đội phá rỡ thì sợ mất cả mật. Cán sự tuyên truyền cũng run rẩy lấy bẩy mà hỏi: Thưa anh, có nên báo cảnh sát không ạ? Chủ tịch Ngô mới đáp: Kệ, phá trước đã, tốc chiến tốc thắng, phá xong hãng hải. Đúng lúc ấy có một nhóm người già và trẻ nhỏ trong từ đường ùa ra, đội phá rỡ đành phải dừng tay. Từ đầu đến giờ bốn thành viên tổ chuyên án luôn ở phía trong tường rào và nhìn trộm ra ngoài. Họ lòng mới thắc mắc: Sao không thấy thanh niên khỏe mạnh trong thôn đâu? Toàn người già yếu bệnh tật thế kia, liệu có ngăn cản được đội phá rỡ đang bừng bừng khí thế hay không? Giáo sư Lương đáp: Cậu đừng vội coi thường trí tuệ của người dân trong thôn. Bao Triển mới tiếp lời: Ai cũng biết là bên phá rỡ được chuẩn bị chu đáo trước khi đến, nên người dân tụ tập trong từ đường ắt cũng phải nghĩ ra đối sách đâu vào đấy rồi mới dám xuất đầu lộ diện chống trả. Nhóm người già và trẻ em đi đến cổng thôn thì đột nhiên quỳ sụp xuống. Họ chọn lựa phương thức thô sơ và cổ xưa nhất để bảo vệ tài gia viên của mình. Cả không gian im phăng phắc, không một ai cất tiếng, chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi. Một cụ già ăn mặc giản dị, mái đầu bạc phơ quỳ ở hàng đầu tiên. Cụ run run giơ đôi tay ra, trong lòng bàn tay là mấy chiếc huy chương chiến công. Rồi cụ cất giọng vô cùng bình tĩnh mà chỉ có những người già trải qua bao sóng gió cuộc đời: Anh cả, anh hai và cả chồng tôi đều chết trong cuộc kháng chiến chống Nhật cứu nước. Gia đình tôi là gia đình liệt sĩ. Này tôi cũng ngoài 80 tuổi rồi. Tôi quỳ xuống xin các ông đừng phá rỡ nhà tôi. Nếu các ông nhất quyết phá rỡ thì trước hết bước qua xác tôi. Những người dân phía sau bà cụ cũng dập đầu theo. Cả đội phá rỡ lặng lẽ đứng nhìn. Anh thợ lái máy xúc thì thầm anh thợ lái máy ủi: Tớ mó tiểu quá, đi giải quyết tí đây. Còn cậu? Anh thợ lái máy ủi cũng trả lời: Tớ cũng mót. Nói xong hai cậu thanh niên lương thiện lẳng lặng chuồn đi. Chủ tịch Ngô ngoác mồm: Bà già chết tiệt, định dở trò gì đấy hả? Lôi sang một bên cho tôi. Họ Long thấy thế ngứa mắt mới hỏi: Này chú Triển, chú đã nghĩ ra cách nào ngăn chặn bọn họ chưa? Bao Triển mới đáp: Chưa, đang nghĩ. Họ Long gạt đi: Thôi khỏi, anh phụ trách 20 tên, còn 6 tên nhường phần cho chú, thế nào đây? Bao Triển hăng hái: Chắc là bị chúng đánh bầm dập mất, nhưng mặc kệ, nhào vô đi. Chủ tịch Ngô hất tay ra hiệu cho mọi người xông lên, nhưng mà những người đằng sau ông ta vẫn án bình bất động. Cán sự tuyên truyền và chủ nhiệm đội phá rỡ cũng chần chừ chưa dám hành động. Thấy vậy, chủ tịch Ngô liền xắn tay áo, phàm phàm tiến lại gần, nhận tầm hất tung những cái chiếc huy chương trong tay bà lão, rồi hung hăng túm bà cụ lôi đi sành sạch. Người dân gào khóc thảm thiết, họ vẫn không thôi dập đầu cầu xin. Họ lòng không thể nào kiềm nén được ngọn lửa giận đang cháy vùng vùng trong lòng. Anh mới nhìn xung quanh, trên góc tường gác có một chiếc đòn gánh. Anh cầm đầu đòn gánh rồi nhảy vọt ra khỏi chỗ tường sụt lở. Bảo Triển cũng vớ lấy cái xẻng dựng cạnh đó, rồi nối gót theo Họ Long xông vào cả đám người. Họ Long tả xung hữu đột, múa đòn gánh như rồng bay hổ phục, thực không hổ danh là cảnh sát vũ trang. Anh kết hợp kỹ thuật bám sống với kỹ thuật múa cồn, hai đầu đòn gánh còn gắn thêm hai móc sắt, khiến cho những đòn tấn công của Họ Long càng phát huy được uy lực mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc anh hạ gục được mấy tên. Bảo Triển cũng theo sau đập xẻng túi bụi vào bất cứ người nào mà anh nhìn thấy. Đội phá rỡ bị hai người họ đánh liền cuống cuồng chống đỡ, một số người cũng biết trả đòn.
Họa Long và Bao Triển đứng tựa lưng vào nhau. Viên quản lý thành phố vừa hét vang vừa lao tới, Họa Long liền giơ chân đạp với góc độ rất là hiểm, trong khi tốc độ lại nhanh như điện giật và sức mạnh thì vô cùng kinh hồn. Viên quản lý thành phố bắn vọt ra xa. Một nhân viên bảo vệ giơ tấm chắn đến định thử sức, Họa Long lại tung thêm một cước, tên đó loạng choạng lùi về sau. Họa Long giơ đòn gánh chạy nhanh tới, chiếc đòn gánh qua một đường bán nguyệt rồi đập mạnh vào tấm chắn của tên bảo vệ. Một tiếng chát vang lên, tấm chắn bằng thiết liền nứt vỡ, còn tên bảo vệ ngã gục ngay xuống đất. Chủ tịch Ngô chỉ tay vào Họa Long vào triển, lớn tiếng mắng chửi. Họa Long quẳng đòn gánh, tay không lao về phía ông ta với tốc độ nhanh như pháo bắn. Vừa chạy anh vừa đấm đá liên hồi, không ai có thể đỡ nổi. Chẳng mấy chốc đã tới chỗ chủ tịch Ngô. Chủ tịch Ngô vẫn giơ ngoài giễu võ mà quát. Mẹ kiếp, mày định cái làm cái gì đó hả? Họa Long giơ chân trái đá thẳng vào mạng mỡ của chủ tịch Ngô. Chủ tịch đau đớn oằn lưng xuống, Họa Long lại lên gối theo một thế võ thái quyền. Tiếp đó anh bôi thêm một cú đấm khiến chủ tịch Ngô ngã phơi mặt lên trời. Họa Long xuất ba chiêu liên tục chỉ trong tích tắc, mọi người nhìn mà phải hoa mắt chóng mặt. Một số người đang định lao vào tấn công, nhưng mà sau khi chứng kiến cảnh tượng thê thảm của chủ tịch Ngô thì ai nấy bất giác dừng lại. Họa Long rút súng chĩa thẳng vào đầu chủ tịch Ngô. Chủ tịch Ngô nằm lê lết trên đất, thấy họng súng đen ngòm hướng về phía mình thì tái mét cả mặt. Ông ta khum hai tay vái lạy mà xin tha mạng. Họa Long cười khẩy bóp cò. Ba tiếng súng liên hoàn vang lên đinh tai nhức óc, bụi đất bay mịt mờ khắp nơi. Mấy phát súng đều lượn quanh đầu của chủ tịch Ngô, tạo thành những vòng tròn. Chủ tịch Ngô mềm nhũn như sợi bún, người run lẩy bẩy nhưng mà không hề dám nhúc nhích. Quần ông ta ướn ướt, mùi khai thoang thoảng bốc ra. Họ Lòng mới vẫy tay gọi. Chú Triển, lại đây. Chú xem, cái gì mà khai thế nhỉ? Bao Triển bước tới nhìn trước ngó sau rồi bảo. Ý... Chủ tịch xã chúng ta sợ quá, vãi tè ra quần rồi. Ý, khiếp chết đi được. Họa Long giơ súng lên lần nữa, đám đông đều vô thức lùi về sau. Nhưng mà gã cán sự tuyên truyền lại chạy tới, vừa chạy anh ta vừa la thất thành. Xảy ra chuyện lớn rồi. Thì ra là trong lúc hai bên đang mải hỗn chiến, thì gã cán sự tuyên truyền nhận được điện thoại của phòng cảnh sát. Họ nói rằng chủ đầu tư dự án phát triển khu du lịch đảo Hoa Nguyên vừa bị sát hại. Nạn nhân cũng bị lột da làm bù nhìn rơm. Lần này bù nhìn da người được cắm ngay trước cổng Ủy ban Nhân dân huyện. Mấy trăm người dân đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện vô cùng khiếp đảm. Họ yêu cầu phòng cảnh sát mời chuyên án đến hỗ trợ phá án này. Tommy đẩy xe cho giáo sư Lương. Sau khi nghe gã cán sự tuyên truyền trình bày xong, giáo sư Lương mới nói. Muốn tổ chuyên án giúp đỡ thì phía huyện phải đáp ứng cho chúng tôi một điều kiện. Cán sự tuyên truyền mới hỏi. Điều kiện gì ạ? Giáo sư Lương đáp. Ngừng phá rỡ, vì đây là hiện trường gây án. Cán sự tuyên truyền lại hỏi. Các ông có đảm bảo phá được vụ án này không? Giáo sư Lương trả lời. Sự thực là hiện giờ hung thủ đang ở quanh đây, thậm chí là có thể ngay lúc này y đang nhìn chúng ta. Gã cán sự tuyên truyền giật thót, toát mồ hôi lạnh, lén đưa mắt nhìn xung quanh rồi lo lắng mới hỏi. Ở đâu ạ? Giáo sư Lương thản nhiên. Hung thủ có thể là một người, cũng có thể là hai người, hoặc cũng có thể là cả một đám người. Hầu như thành phố nào cũng từng xảy ra vụ án đáng sợ ở kiểu băm xác phanh thây. Chỉ có điều là người ta không biết mà thôi. Một trong những vụ án lột da người nổi tiếng nhất trên thế giới phải kể đến vụ bá tước phu nhân người Pháp chế tạo ra cuốn nhật ký làm bằng da người. Bà ta dùng nhật ký đó để ghi chép lại niềm thương nhớ của mình dành cho người chồng quá cố. Ngoài ra còn có sát thủ người Tây Ban Nha Jean Baptiste Grenier đã giết hại bao nhiêu thiếu nữ để lấy mùi hương tối thượng trên da của họ, với tham vọng chế tạo ra loại nước hoa gợi tình vô song cho riêng ỷ. Tổ chuyên án đặt văn phòng tại trường tiểu học thôn Đào Hoa. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và phòng cảnh sát đích thân tới trường tiểu học xin lỗi tổ chuyên án, thành thật thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót trong xử lý công việc, tư tưởng bảo thủ lạc hậu. Tổ chuyên án mới đề nghị chính quyền địa phương nên thả những cái người dân bị tạm giam do tổ chức biểu tình và hòa hoãn mối quan hệ với quần chúng. Như thế thì có lợi cho công tác điều tra phá án. Chính quyền địa phương chấp nhận yêu cầu của tổ chuyên án, đồng thời cử đội quân tinh nhuệ nhất từ phòng cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho chuyên án. Giáo sư Lương lập tức phân công công việc. Tommy dẫn bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, Bao Triển và nhân viên kỹ thuật đi kiểm tra hiện trường gây án. Họa Long đến đài truyền hình huyện lấy cuộn băng quay cảnh trước hôm xảy ra án mạng một ngày.
Sau khi tổng hợp tin tức, tổ chuyên án tổ chức cuộc họp công bố một phần kết quả vụ án ngay tại trường tiểu học thôn Đào Hòa. Tommy chĩa máy chiếu về phía bảng đèn, còn cô ngồi phía sau chậm chậm quay tay quay của máy chiếu từng bức ảnh được phóng ra từ cuộn băng nhỏ xíu. Trên bảng đèn lóe lên những cảnh tượng khiếp đảm. Giáo sư Lương kêu dừng, rồi ông chỉ bức ảnh Bù Nhìn ra người và nói: đây là thủ pháp dọa kẻ địch thường thấy trong chiến tranh. Cán sự tuyên truyền lạc cả giọng: thường thấy lột da là chuyện bình thường sao? Giáo sư Lương mới đáp: tất nhiên rồi, bây giờ không thể gọi những kẻ lột da người là hung thủ hay tội phạm, bởi vì đối với y, đây là một trận chiến. Cán sự tuyên truyền gật gù tỏ ý hiểu. Ý của giáo sư là hung thủ có khả năng từng tham gia quân đội sao? Giáo sư Lương phóng to hình ảnh vết thương chí mạng yết hầu, ông mới giải thích: theo bước đầu suy đoán thì hung khí có thể gây nên vết thương kiểu này là một loại dao găm quân dụng. Vì hung khí gây án hội tụ tất cả đặc điểm của dao găm quân dụng, chỉ cần một nhát cắt vào khí quản, kẻ sát nhân hạ thủ rất là tàn nhẫn và máu lạnh. Khi lột ra, y vô cùng bình tĩnh và ung dung. Y nhồi rơm vào trong bộ da người. Tố chất tâm lý của tên tội phạm này thật đáng kinh ngạc. Rất có khả năng y từng tham gia chiến tranh. Bao chuyển báo cáo với giáo sư Lương kết quả kiểm tra hiện trường. Hai nạn nhân bị sát hại là trưởng ban Dương và chủ đầu tư dự án người Hồng Kông. Cả hai đều bị giết bởi cùng một hung thủ. Ông chủ người Hồng Kông chết trong một căn chung cư cao cấp ở Sơn Trang Đảo Hòa. Đó cũng chính là nơi hung thủ tiến hành làm Bù Nhìn da người. Thi thể không đầu của nạn nhân vẫn nằm trong phòng. Bởi vì Sơn Trang vừa mới xây dựng nên vẫn chưa hệ thống camera. Các biện pháp an toàn cũng chưa được lắp đặt đầy đủ, thậm chí là cửa sổ còn chưa có lưới chắn bảo vệ. Bào Triển không thu được nhiều manh mối từ hiện trường. Trong phòng rơi vãi rất nhiều mảnh vụn của loại sứ Thanh Hòa. Được biết ông chủ người Hồng Kông có sở thích sưu tầm đồ cổ, có điều là không phát hiện thấy dấu vân tay của hung thủ trên các mảnh sứ vỡ. Rất có khả năng tên sát nhân này đeo găng tay. Giáo sư Lương mới bổ sung: còn một khả năng nữa, đó là tên tội phạm ép ông chủ người Hồng Kông kia tự đập vỡ những món đồ cổ mình yêu quý, sau đó y mới ra tay sát hại. Bao Triển tiếp tục trình bày: căn cứ theo kết quả điều tra của đội cảnh sát xã, thì trước khi trưởng ban Dương bị sát hại, ông ta đã ngồi đánh cờ với hung thủ. Bức ảnh hiện trường cho thấy khả năng chơi cờ của hung thủ rất là bình thường, không hề có đấu pháp nào khả dĩ, nhưng mà y vẫn thắng được trưởng ban Dương. Điều đó chứng tỏ hung thủ muốn công kích và giày vò tinh thần của nạn nhân. Giáo sư Lương tiếp lời: y muốn nạn nhân phải cảm nhận được nỗi đau khi mất đi những gì mình yêu quý, và đây cũng là nỗi đau của tên tội phạm. Bao Triển tán thành quan điểm của giáo sư Lương: đúng vậy, tội phạm giết trưởng ban Dương ở đình Lan Khả, sau đó kéo về trường tiểu học thôn Đào Hoa treo lên cây chế thành Bù Nhìn, rồi trong vườn đào ở ven đường. Y làm như vậy nhằm mục đích dọa đội phá dỡ. Có thể khẳng định vụ án này liên quan đến việc phá dỡ nhà dân của chính quyền địa phương. Gã cán sự tuyên truyền mới hỏi: sau đó sao y lại treo xác của trưởng ban Dương lên cây liễu ở đầu thôn? Giáo sư Lương mới đáp: tôi tin chẳng bao lâu nữa sẽ có câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Họ Long cùng giáo sư Lương đi điều tra thực tế ở trong thôn. Họ nhận được sự tiếp đón rất nồng hậu của người dân. Dân chúng mổ gà nấu rượu tranh nhau mời cơm. Trong mắt họ, Họ Long chẳng khác nào vị anh hùng khi tả xung hữu đột, giúp họ cản trở đội phá dỡ. Giáo sư Lương bất giác nhớ đến người Vũ Lăng nọ, vô tình lạc bước tới Đào Hoa Nguyên trong tác phẩm Đào Hoa Nguyên Ký của Đào Uyên Minh. Khi ấy người dân cũng nhiệt tình khoản đãi anh ta giống hệt như đang khoản đãi Họa Long bây giờ. Người người nhiệt tình mời cơm, nhà nhà đều đem rượu ra tiếp đãi. Trong quá trình đi phỏng vấn thực tế, người dân cho hay họ không hề biết về xác chết treo trên cây, đồng thời là còn thanh minh, không nhìn thấy nhân vật nào khả nghi ra vào thôn hết. Bà lão có mái tóc phơi sương là người thân của nhiều liệt sĩ trong kháng chiến chống Nhật. Không những vậy, bà còn là người đức cao vọng trọng trong thôn. Bà lão mới lấy nhựa thông cạo sạch lông trên cái thủ lợn, rồi bỏ thủ lợn vào nồi để hầm nhỏ lửa. Sau đó mang trà phổ nhĩ đã cất giữ hơn 20 năm ra mời Họa Long và giáo sư Lương. Trà phổ nhĩ được mệnh danh là đồ cổ có thể uống được. Nó có giá trị sưu tầm rất là lớn, càng để lâu thì chất lượng càng được nâng cao. Trà phổ nhĩ cất giữ 50 năm có giá trị bằng một chiếc xe hơi hiệu Honda. Bà lão mới càm ràm kể: kẻ lão chủ người Hồng Kông kia cứ đòi mua gói trà này của tôi với giá cao, nhưng mà tôi không bán. Vốn là định để dành đến ngày cháu trai lấy vợ mới mang ra dùng,
Nhưng nay nhà có khách quý đến chơi nên nhất định phải mang ra tiếp đãi. Họ Long uống một ngụm to, nhưng mà anh chẳng cảm thấy nó có một mùi vị gì đặc biệt cả. Giáo sư Lương thưởng thức một ngụm nhỏ, hương trà nồng đượm ngấm vào tận đến tim phổi. Giáo sư Lương hình như rất hứng thú với quá trình trưng cất tinh dầu nhựa thông, nên ông không ngừng hỏi thăm bà lão. Bà lão nói loại tinh dầu này do cậu bảo vệ rừng tặng. Cậu ta thường đi loanh quanh trong thôn mua thuốc nam, thịt thú rừng và cả rau rừng. Giáo sư Lương mới hỏi: cái cậu bảo vệ rừng nó chắc cao to lắm bà nhỉ? Cậu ta có phải người ngoại tỉnh không ạ? Bà lão mới đáp: đúng vậy, cậu ta khá đồ con, lại từng làm lính nữa, lính cứu hỏa. Cậu ta rất thích uống rượu, mà hễ say thì lại chửi bới lung tung. Sau khi trở về văn phòng, giáo sư Lương xem lại cảnh quay mà đài truyền hình thực hiện trước hôm xảy ra án mạng. Trên màn hình hiện ra hình ảnh người trưng cất tinh dầu nhựa thông mà thầy Tân từng nhắc đến. Anh ta đội mũ, đeo khẩu trang, mặt hướng vào máy quay và nói dõng dạc: ai dỡ nhà tôi lột da kẻ đó. Tommy liền đến ban vũ trang huyện lấy hồ sơ của tất cả nhân viên bảo vệ rừng đã xuất ngũ và chuyên ngành. Sau đó nhờ lãnh đạo phòng lâm nghiệp nhận dạng. Cuối cùng thì cô xác định người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lọt vào ống kính máy quay của phóng viên kia chính là nhân viên bảo vệ rừng hiện tại của địa phương. Người đàn ông này có rất nhiều điểm khả nghi, đồng thời cũng phù hợp với miêu tả về đặc điểm nhận dạng tội phạm của tổ chuyên án. Có thể nói nhân viên bảo vệ rừng chính là thần gác rừng. Công việc chủ yếu của họ là phòng tránh cháy rừng, đi tuần ở quanh rừng. Ngoài ra còn đảm nhiệm một số công việc đo đạc, thám trắc. Rất nhiều người gác rừng không thể nào chịu cảm giác cô đơn và buồn chán khi một mình đối diện với rừng sâu, nên hàng năm phòng lâm nghiệp đều phải thay người gác rừng. Nhân viên vừa mới đến nhận việc là một lính cứu hỏa đã xuất ngũ. Tuy trời đã nhá nhem tối, nhưng mà tính chất vụ án quá là nghiêm trọng nên không một ai dám chậm trễ. Họa Long và người dẫn đường của phòng lâm nghiệp mang theo một đội quan quân vội vàng lên núi bắt nghi phạm về thẩm vấn. Trong rừng thì có rất nhiều điểm canh. Thường ngày người gác rừng sẽ sống tại những cái điểm canh đó. Trên sườn núi phía sau trường tiểu học thôn Đào Hoa không xa có một điểm canh cũ kỹ được đắp bằng đá và bùn đất. Chẳng mấy chốc cảnh sát bao vây ngôi nhà. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy một đống khoai tây chất ở góc tường, một chai dầu đặt trên bệ cửa sổ. Trong nhà không mắc điện, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét cháy sáng. Bên cạnh thì còn có một vò rượu trống không. Người gác rừng đang nằm ngáy khò khò trên chiếc phản được đắp bằng đất. Họa Long đạp cửa xông vào. Lúc cảnh sát bắt người gác rừng thì người đàn ông ngủ sưng mộng mắt mới nhìn cảnh sát ngoạc mồm ra chửi: chính ông mày làm đó, ông mày ở đây đợi chúng mày lâu lắm rồi, lũ súc sinh chúng mày. Câu chửi không khiến đội cảnh sát có mặt ở đó tức giận, mà ngược lại còn làm họ vô cùng phấn khích vì nghi phạm không khảo mà tự xưng. Xem ra cảnh sát đã bắt đúng hung thủ rồi. Song kết quả thẩm vấn khiến mọi người vô cùng thất vọng. Người gác rừng không hề phủ nhận về hành động treo xác người lên cây liễu ở đầu thôn, nhưng mà anh ta thanh minh là mình không hề giết người. Có điều là anh ta cũng không hề giấu giếm ý định mình muốn giết người. Không những vậy, anh ta còn bày tỏ thái độ kính trọng với kẻ sát nhân. Nói theo cách của anh ta thì lấy ra người nhồi rôm thành bù nhìn, quá là sáng tạo mà. Ông đây mà biết ai làm thì sẽ kính người đó một chum rượu mới được. Tổ chuyên án và phòng cảnh sát huyện lần lượt tiến hành thẩm vấn anh ta 2 lần, nhưng mà khẩu cung của người gác rừng trước sau như một, nên xem ra anh ta không hề nói dối. Căn cứ theo cách nói của người gác rừng thì anh ta vô cùng chán ghét công việc hiện tại. 3 ngày đánh cá thì 2 ngày phơi lưới. Hôm ấy anh ta lên nhà người thân ở huyện thành chơi vài bữa. Buổi sáng lúc trở về điểm canh trên núi, vừa bước vào cửa phát hiện trên mặt đất có một tử thi mất đầu. Nhờ vào quần áo nạn nhân, anh ta mới biết đó chính là trưởng ban Dương ở phòng du lịch. Xuất phát từ tâm lý muốn xả hận, nhân lúc trời còn tờ mờ sáng, sương còn chưa tan hẳn, anh ta treo tử thi lên cây liễu trước cổng thôn Đào Hòa, sau đó trở về điếm cây gác uống rượu và rồi đánh một giấc. Giáo sư Lương mới nói: vì sao cậu lại trả lời phóng viên rằng ai đốt nhà cậu, cậu lột da kẻ đó? Họa Long tiếp lời: đúng thế, anh là người ngoại tỉnh, việc phá dỡ đâu liên quan gì đến anh, vì sao anh lại thù ghét họ đến vậy chứ? Tay bị còng của người gác rừng đặt trên đùi, còn tay kia anh ta đập thình thịch vào ngực của mình hào sảng đáp: ngứa mắt chứ sao, thấy bất bình không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau đó anh ta quay sang Họa Long chất vấn: nếu có người muốn phá dỡ nhà anh không đồng ý nhưng họ vẫn cố tình dỡ, thử hỏi anh sẽ làm gì? Họa Long ngớ người không trả lời được. Cuộc thẩm vấn kết thúc lúc 8 giờ tối. Chủ tịch xã bảo thầy Tân mua rất nhiều đồ nhậu về để khoản đãi tổ chuyên án và các cảnh sát.
ông ta còn mặt dày chúc rượu họa lòng. Thầy Tần cũng ở đó làm bạn rượu. Có điều người nào cũng giàu dĩ, các manh mối của vụ án đã mờ mịt, nay lại càng rơi vào ngõ cụt. Bao Triển thì luôn nghi ngờ thầy Tần, nhưng vào đêm hôm Trường An Dương bị sát hại, thầy Tần lại ở bến tàu trên thành phố. Còn hôm chủ đầu tư người Hồng Kông bị hại thì thầy Tần lại ở cùng tổ chuyên án trong trường tiểu học thôn Đào Hoa. Trong cả hai án mạng, thầy Tần đều có chứng cứ ngoại phạm, chứng tỏ là không có mặt tại hiện trường gây án. Bao Triển đánh loại thầy Tần ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi, nhưng mà không hiểu sao anh luôn cảm thấy có cái điểm gì đó không ổn mà mãi mãi không thể lần ra được. Rốt cuộc là không ổn ở điểm nào? Bao Triển xin họa lòng một điếu thuốc, anh ra ngoài vườn vừa hút vừa suy nghĩ. Ánh trăng bàng bạc trải khắp không gian mênh mông, mùi hoa mộc thoang thoảng đưa hương, tiếng tiểu đầu đó ở nơi xa văng vẳng vọng đến, mang theo một nỗi buồn cô tịch. Tommy đẩy xe lăn cho giáo sư Lương ra vườn. Bao Triển nghe tiếng tiêu, đột nhiên mới nói: "Đây là khúc gì? Mà sao nghe quen tai thế nhỉ?" Tommy đáp: "Đó là khúc Lương Sơn Bá chúc anh Đài." Giáo sư Lương gật đầu: "Đúng vậy, tối qua thầy Tần cũng thổi khúc tiêu này, nghe rất là bi thương." Ba người đưa mắt hội ý một lát, Tommy lập tức ra xe cầm hai chiếc gối đầu. Tối qua giáo sư Lương và Tommy ngủ ở trong xe, thầy Tần đã vào phòng mình mang ra hai chiếc gối cho họ. Tommy lấy cớ mang trả gối, xâm nhập vào phòng ký túc xá của thầy Tần để âm thầm mà kiểm tra. Cửa phòng thầy Tần không khóa, cánh cửa gỗ vá chẳng vá đụp, mưa dập gió vùi đã biết bao nhiêu năm. Tommy bật đèn, cô lặng lẽ nhìn quanh căn phòng. Một lát sau, sống mũi cô chợt cay cay, nước mắt ứa ra hàng mi. Hai chiếc giường đơn ghép lại thành một, ở dưới gầm giường đặt hai đôi dép lê ngay ngắn. Trên nóc tủ có hai cái cốc, trong cốc là hai chiếc bàn chải đánh răng. Hai chiếc bàn làm việc cũ nát y như nhau kê sát gần nhau. Ở góc tường căng sợi dây thép, trên dây treo hai chiếc khăn mặt, cạnh đó là hai tủ cá nhân. Tất cả đều thành đôi thành cặp, tất cả đều giống nhau, cũ kỹ và rách nát. Trên vách tường treo bức ảnh đen trắng thời hai người nhập ngũ, nước ảnh đã ố vàng. Trong ảnh thì là thầy Tần và thầy Đào. Trực giác của phái nữ khiến Tommy linh cảm thấy hơi thở tình yêu trong căn phòng này. Cô ý thức hai người đàn ông ấy đã ở trong căn phòng rách nát này hơn 20 năm qua. Vừa lúc ấy thì thầy Tần bước vào. Giáo sư Lương mới hỏi: "Thầy Đào hiện giờ ở đâu? Cậu ta vẫn chưa về quê có phải không?" Bao Triển mới khuyên giải: "Anh không giết người, không cần bao biện hộ anh ta." Họa Long cũng thêm vào: "Hãy nói chúng tôi biết, giờ không phải đang thẩm vấn anh mà chỉ muốn nói chuyện riêng với anh thôi." Tommy ngập ngừng: Hai anh yêu nhau ư?" Thầy Tần cúi thấp đầu, im lặng cũng là một cách trả lời. Thầy gắng nuốt giọt nước mắt mang nặng bao niềm tâm sự chồng chéo, bờ mi khẽ khép lại, hồ như đang quay lại những ngày tháng thuộc về dĩ vãng. Thầy Tần thấy một miền quê chợt hiện ra trước mắt. Dưới gốc liễu ở cổng làng có mấy đứa trẻ tinh nghịch gõ leng keng vào thùng tôn. Một đứa mới hỏi: "Anh Tần Thiên ơi, anh đi đâu vậy?" Tên đầy đủ của thầy Tần là Tần Thiên. Trước ngực người thanh niên trẻ cài một bông hoa màu đỏ. Anh hớn hở mới đáp: "Anh đi lính, đi đánh nhau đấy." Năm ấy anh 18 tuổi, bắt đầu gia nhập quân ngũ. Từ bộ đội lục quân anh được điều chuyển thành lính dù thuộc sư đoàn không quân. Trong thời gian đó Tần Thiên đã trải qua hàng trăm ngàn đau khổ. Mảnh đất ấy chắc giờ đã nở rộ muôn ngàn hoa dại. Năm 1986, anh ăn chiếc bánh bao trong cơn mưa chút như thác đổ. Năm 1987, anh gặm màn thầu trong gió lạnh thét gào. Năm 1988, có người nhường anh chiếc bánh bao và màn thầu duy nhất của người ấy. Người lính dù nào cũng đều biết một câu thế này: lính dù sinh ra là để bị bao vây. Anh luôn mơ ước mình được nhảy một cánh đồng bạt ngàn sắc vàng của hoa cải. Nhưng lần đầu tiên nhảy dù thì đêm đông đã ập tới. Anh nhảy từ độ cao 2000m, gió phương Bắc như từng lưỡi dao liếm vào da thịt. Khi ấy tuyết đang vần vũ giữa không trung ngay bên cạnh người Tần Thiên. Đây là lần đầu tiên Tần Thiên nhảy dù vào ban đêm. Lúc xuyên qua màn đêm và nhảy xuống, đám lính dù lúng túng. Các anh có thói quen hét lớn tên mình, nhưng mà nghe thấy một cái tên: Đào Nguyên Lượng. Đến khi đèn báo bật dù sáng lên, anh quăng người xuống, nghe tiếng gió vù vù thổi bên tai, anh rơi vào bóng tối vô cùng vô tận. Có lẽ là do ý trời nên anh và lính dù có tên Đào Nguyên Lượng bị vướng dây dù vào với nhau. Vướng dây dù là tình cảnh rất nguy hiểm của lính dù khi đang ở trên không. Nếu mà không kịp thời nghĩ cách giải quyết thì hậu quả quả thực là khôn lường. Cậu Đào Nguyên Lượng kia hét lớn: "Cậu cắm vào dù của tớ rồi bay trước đi, mặc tớ." Tần Thiên mới mở cán dù, chiếc dù chính lập tức thoát ra ngoài.
Ngay sau đó anh giật mạnh chiếc rùa dự phòng ở trước ngực. Lúc ấy độ cao cách mặt đất chưa đến 500 mét. Tần Thiên rất lo, không biết Đào Nguyên Lượng có kịp hành động gì để tiếp đất an toàn hay không. May mắn thay, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Đào Nguyên Lượng đã kịp thời để dù chính bay đi và bật dù dự phòng. Ngặt nỗi vừa chạm chân xuống mặt đất, cả hai bị một nhóm người lạ mặt bao vây. Tần Thiên bị thương, cả hai bị dồn đến một sân trang bỏ hoang. Quẫn quá không biết làm sao, anh và Đào Nguyên Lượng chui vào thùng phi gần đó trốn 3 ngày 3 đêm. Ăn hết đồ ăn ít đòi sót lại, hai người đành ôm bụng đói. Trong 3 ngày khổ nạn bên nhau, vì không gian chật hẹp nên hai người không thể nào không ép sát người trong tư thế ôm nhau để vượt qua được thời khắc gian khổ. Giữa lúc đầu óc u mê, họ đã nảy sinh mối tình cấm kỵ. Chúng ta không thể nào biết trong 3 ngày duyên nợ đó, hai người ấy đã làm gì nhau, đã nói gì. Nếu không thể gọi đó là tình yêu tội lỗi thì có lẽ nên nói rằng họ đã yêu nhau trong khi chính bản thân không hề nhận ra. 3 ngày sau, Đào Nguyên Lượng quên mình phá vòng vây cõng Tần Thiên bị thương, thoi thóp thở trở về bệnh viện. 3 năm sau, hai người đều giải ngũ, Tần Thiên trở về quê hương làm thầy giáo tình nguyện, còn Đào Nguyên Lượng mở xưởng sửa xe máy. Mỗi người ở một phương, nhưng họ đã viết cho nhau rất nhiều thư. Rốt cuộc phải cần bao nhiêu năm mới mở được cánh cửa trái tim giữa hai người đàn ông. Trong những lá thư ấy đã gửi gắm bao nhiêu lời yêu thương ẩn ý, bao nhiêu nội dung khiến người ta phải rung động cả trái tim. Rốt cuộc là phải cần bao nhiêu dũng cảm, phải xuyên qua bao nhiêu tầng mây đen mới đủ khiến một bàn tay dám nắm chặt một bàn tay khác. Quê hương người này vang khúc tiêu buồn, còn quê hương người kia nhuộm vàng hoa cúc. Hai người họ đều không lấy vợ. Một ngày, học sinh trường tiểu học thôn Đào Hoa bỗng phát hiện thầy Tần đột nhiên vô duyên vô cớ mặc áo đay đội khăn tang, chẳng ai rõ nguyên cớ. Trong khi đó, ở một nơi xa, cha mẹ của Đào Nguyên Lượng gặp tai nạn giao thông và qua đời. Mấy ngày sau đó, học sinh trường tiểu học thôn Đào Hoa đón thêm một thầy giáo mới, thầy Đào. Hai người đàn ông ở cùng nhau trong gian phòng thường xuyên bị mưa tạt gió lùa, họ vá khe hở đắp lỗ hổng, cứ thế 20 năm trôi qua. Thầy Đào và thầy Tần cùng trồng đào, cùng nhổ cỏ, cùng ăn cơm, cùng tản bộ trên những triền núi từ khi còn là hai cậu thanh niên cho đến khi trở thành hai người đàn ông trung niên. Trong suốt chặng đường ấy, họ đã chứng kiến biết bao nhiêu vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng nơi đây. Vậy là sơn thôn Đào Hoa hồng rực một miền. Đây là sơn thôn mưa bụi nhẹ bay lây phây. Đây là sơn thôn hoa cúc vàng cả một góc trời. Đây là sơn thôn tuyết trắng khẽ rơi la đà. Đây là chốn thần tiên giữa phàm trần. Hầu như chỉ trong một đêm, gió xuân đã thắp sáng cả núi rừng bằng mầm non trồi biếc. Hai người cố giữ sự tĩnh lặng trong cõi lòng. Hạnh phúc của họ yếu ớt, giống như đom đóm lập lòe giữa bãi hoang, lay lắt theo mưa gió và bí mật đến chẳng một ai hay biết. Cuộc đời con người ta tựa như một dòng nước chảy. Hết mùa hoa vàng nở rực rỡ, khắp cánh đồng lại đến mùa hoa tím dịu dàng khoe sắc trên triền núi. Mùa hoa đỏ bung cánh men theo những thung lũng nhấp nhô, họ lặng lẽ ngắm nhìn hoa nở và rồi hoa tàn. Mùa xuân, hoa đào đua nhau hé nụ, trên con thuyền nhỏ đỗ cạnh bờ cũng đầy áp cánh hoa, họ chở một thuyền hoa ra giữa hồ câu cá. Mùa hạ, hồ nước như một khối ngọc thạch xanh thăm thẳm khiến lòng người phải lắng lại, từng đóa sen ngậm sương đung đưa theo gió, nằm nòm chẳng khác nào đang nhẹ lướt trên mặt hồ. Mỗi bước sen đi đều đượm hương thanh mát. Mùa thu, đàn chim hoàng bay liệng quanh những khóm cúc, rồi chợt vút lên tận trời xanh, hướng về phía cầu vồng. Họ cùng nhau xuống chợ bán đào. Mùa đông thì họ cùng đám học trò đắp người tuyết, cùng dắt chó vào rừng bạch hoa trên núi để săn thỏ rừng. Bao nhiêu năm qua đi, năm nào hoa đào cũng nở rực cả một góc trời. Kế hoạch phá rỡ khiến họ buộc phải đưa ra lựa chọn giữa nhẫn và tàn nhẫn. Không có gió, không có bi thương, hoa im lìm trên đồng cỏ tĩnh lặng. Càng chiến đấu thì những người lính dạn dày càng có tinh thần kháng cự hơn người dân. Thấy đào không thể nhẫn nhịn để họ phá hủy gia viên của mình, trong khi đó thầy Tần lại nghĩ đến việc tự sát, thậm chí là còn chuẩn bị bữa ăn cuối cùng. Ý của thầy Tần là thế này: hai người ăn xong thì cùng chết. Thầy Đào lựa chọn phương thức liều mạng, đi con đường mạo hiểm. Đó là lần đầu tiên trong đời hai người tranh cãi, cuối cùng là thầy Tần đành phải thỏa hiệp. Thầy Đào vạch ra kế hoạch giết người. Anh ta tạo hiện trường giả như thể mình đã về quê, sau đó nghĩ ra cách liên lạc và báo tin cho nhau bằng tiếng tiêu và tiếng sáo. Những ai từng đi lính đều biết dùng phương thức đơn giản để truyền đạt tín hiệu an toàn hoặc nguy hiểm. Bằng cách ấy, họ nói chuyện với nhau như sau: thầy Tần, ngày nào tôi cũng thổi tiêu cho cậu nghe. Nếu một ngày không thấy tiếng tiêu, nghĩa là tôi đã bị bắt.
Thầy Đào, tôi sẽ giết trưởng ban Dương trước tiên. Thầy Tần, sao phải giết anh ta? Ai bảo anh ta giống cậu như đúc chứ? Sau đó thì sao? Sau đó sẽ đến lượt tên chủ đầu tư người Hồng Kông, thằng chủ tịch xã Ngô, cho đến khi bọn chúng dừng tay mới thôi. Trưởng ban Dương đam mê cờ tướng, Đình Lan Khả được xây dựng theo ý tưởng anh ta. Tới đó anh ta cùng chủ đầu tư người Hồng Kông và đám chủ tịch xã Ngô ngồi uống rượu ở sân trang Đào Hoa. Ăn xong anh ta đi dạo một mình đến Đình Lan Khả, cách đó không xa, để nghiên cứu thế cờ tàn cuộc. Bỗng nhiên có một người bước đến gần nói muốn đánh cờ với anh ta. Trưởng ban Dương nhận ra đó chính là thầy Đào. Anh ta không muốn chơi chút nào, nhưng mà đã nhìn thấy con dao trong tay thầy Đào lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo. Trưởng ban Dương định co càng bỏ chạy, có điều anh ta biết rõ thầy Đào lính xuất ngũ nên đành liều mạng tiến về phía trước. Ban đầu thì anh ta cứ nghĩ thầy Đào cũng là người say mê cờ tướng nên mới dùng phương pháp cực đoan để ép mình phải cọ sát tài nghệ cao thấp. Nhưng mà có chết anh ta cũng không thể ngờ rằng chỉ với ba nước cờ, thầy Đào đã dồn anh ta vào đường chết. Sau đó kết liễu luôn anh ta chỉ bằng một nhát dao. Cái chết của Trương Man Dương chưa thể nào ngăn cản được tiến trình phá rỡ. Thầy Đào tiếp tục sát hại chủ đầu tư người Hồng Kông. Anh ta mang theo một bao to, đột nhập vào phòng của chủ đầu tư nọ qua cửa sổ, rồi thanh minh rằng mình có một chiếc đĩa vừa mới khai quật được. Chủ đầu tư nọ thì có sở thích siêu tầm đồ cổ. Ông ta đã quá quen với hành vi lén lén lút lút của những kẻ đem bán văn vật. Bởi vậy ông ta không hề lấy làm lạ trước sự xuất hiện của thầy Đào. Nào ngờ sau khi mở ra, thấy trong bao chỉ có một đống rơm. Trong đống rơm thì là một con dao. Đúng lúc ấy thầy Đào nhào đến, một tay bịt miệng chủ đầu tư, một tay kề lưỡi dao vào cổ ông ta, bắt ông ta phải mở két bảo hiểm. Chủ đầu tư nọ cứ nghĩ kẻ lạ mặt muốn cướp của, nào ngờ thầy Đào ép ông ta đập vỡ những văn vật giá trị liên thành của mình. Phương thức mà thầy Đào áp dụng để xử lý tử thi không mấy cao minh. Anh ta để xác của chủ đầu tư ngay tại phòng, còn thi thể của trưởng ban Dương thì đặt vào gian phòng nhỏ của người gác rừng. Người gác rừng mới treo thi thể lên cây liễu trước cổng thôn chỉ đơn thuần là hành vi xả giận. Người gác rừng, thầy Đào và những người dân nơi sơn thôn có cùng một điểm chung. Họ vô cùng cam hận việc cưỡng chế phá rỡ một cách bạo lực của chính quyền địa phương, bởi thế họ dùng các cách thức khác nhau để chống đối lại phương pháp bạo lực đó. Thầy Tần bị bắt, cảnh sát phát hiện thấy con dao trong phòng của thầy. Qua các giám định kỹ thuật, người ta kết luận con dao hoàn toàn trùng khớp với hung khí giết người. Thông qua camera ở bến tàu, phía cảnh sát cũng chứng thực được thầy Tần đã nói dối. Hôm đó thầy Tần không hề đưa thầy Đào ra nhà ga, chỉ có một mình thầy Tần ra nhà ga mà thôi. Thầy Tần làm vậy nhằm ngụy tạo hiện trường giả thầy Đào đã về quê, đồng thời cũng tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho bản thân mình. Sau khi họa long còng tay thầy Tần, anh vỗ nhẹ lên vai thầy. Có lẽ hành vi đó xuất phát từ lòng kính trọng đối với một người lính. Thầy Tần chỉ dùng thái độ im lặng để đối mặt với tất cả các câu thẩm vấn. Thậm chí là thầy còn định tự cắn đứt lưỡi của mình để mà từ chối trả lời. Cảnh sát huyện Vũ Lăng triển khai công tác bao vây và chặn đường để đề phòng nghi phạm Đào Nguyên Lượng tìm đường chạy. Họ lấy trường tiểu học Đào Hoa làm trung tâm rồi triển khai hành động truy bắt. Nhưng mà những dãy núi nhấp nhô trải dài miên man bốn xung quanh chính là nơi ẩn nấp của thầy Đào. Muốn lần theo dấu vết và truy bắt cũng đâu phải là chuyện dễ. Hai ngày sau, cảnh sát vẫn không hề phát hiện thấy tung tích của thầy Đào. Đến ngày thứ ba, một người lặng lẽ bước vào văn phòng của đội cảnh sát xã Đào Nguyên. Một cảnh sát dân sự mới hỏi anh ta đến đây có việc gì. Người đó đáp: tự thú. Cuối cùng vụ án khép lại nhờ hung thủ tự ra đầu thú. Thầy Đào thừa nhận một mình gây ra mọi tội lỗi, còn thầy Tần thì không hề hay biết gì. Trong khi đó từ đầu chí cuối, thầy Tần chẳng hề nói một lời, nên phía cảnh sát cũng không thể định tội, đành phải thả thầy Tần ra. Ngày hôm sau, tổ chuyên án rời khỏi huyện Vũ Lăng. Trên đường đến sân bay ở tỉnh thành, gã cán sự tuyên truyền gọi điện đến thông báo hai việc. Việc thứ nhất là thầy Tần đã tự sát, treo cổ trên cây đào già ở trường tiểu học thôn Đào Hoa. Thầy để lại di thư nói rằng hy vọng được chôn cùng một ngôi mộ với thầy Đào. Việc thứ hai là tất cả thanh niên trai tráng ở thôn Đào Hoa đã ra sức chặt tất cả cây đào xung quanh núi trong mấy ngày liên tiếp. Giờ dự án biến thôn Đào Hoa thành khu cảnh quan Đào Hoa Nguyên không thể nào tiếp tục triển khai, bởi vì Đào Hoa Nguyên chẳng còn lấy một cây đào. Giáo sư Lương cảm khái: hay cho một chốn đào nguyên ở giữa cõi trần. Họa Long lấy tay gõ đầu ra chiều suy nghĩ. Sao tôi thấy cái tên thầy Đào nghe cứ quen tai thế nào ấy nhỉ? Bao Triển mới nói: Đào Nguyên Lượng ư? Tommy giải đáp:
Đào Nguyên Minh, có tên chữ là Nguyên Lượng, hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh. Một chốn đào nguyên không có bóng đào nghe châm biếm biết bao. Cả một quả núi chọc lóc, chỉ còn sót lại duy nhất cây đào già ở giữa sân trường tiểu học. Không rõ là người dân để lại cây đào vì hàm ý gì. Chẳng lẽ bởi muốn nó chứng kiến mọi niềm đau của chốn nhân gian, hay bởi muốn nó lặng lẽ cảm nhận nỗi khổ đời đời kiếp kiếp của những người nông dân. Cũng có thể bởi họ muốn để đôi bướm quấn quýt nhau kia có thể đậu trên cánh hoa hồng thắm mỗi độ xuân về. Và tập truyện Bù Nhìn Ra Người 10 tội ác đến đây cũng là kết thúc. Tập này nó hay thật sự anh em ạ. Hay từ cái đoạn mà mô tả tình yêu giữa hai người lính, và cuối cùng là họ đến với nhau và sống với nhau 20 năm. Tất cả đều vì những người dân hiền lành lương thiện thấp cổ bé họng muốn bảo vệ nơi ở nơi sinh sống của mình. Và cuối cùng thì mọi khúc mắc đều được giải đáp. Tại sao mà trong cái quá trình mà phá rỡ chúng ta không hề thấy một người thanh niên trai tráng nào? Bởi vì những cái thanh niên trong làng này đã đi chặt hết cây đào của cả làng rồi, để không hề có một cái nào gọi là đào hoa nguyên nữa, thì cũng sẽ không có những khu du lịch mọc lên ở đây. Quả thật là khi đọc xong câu chuyện này thì mình có quá nhiều cảm nghĩ, quá nhiều những cái nỗi niềm nó đọng lại trong lòng, và quá nhiều sự nối tiếc về tình yêu giữa hai người lính. Còn bạn, bạn cảm thấy như thế nào? Nhớ comment xuống bên dưới nhé. Về video này, đừng quên like và share, và thêm vào đó là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức. Chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.